Những lời Phật dạy trong những trang kinh trở nên sống động và hiện thực. Đó cũng là phần phước của quý Phật tử chúng con. Hôm nay tại đạo tràng chùa An Lạc, chúng con rất là diễm phúc được đón bước chân an lạc của sư. Con biết sư rất vất vả. Từ tỉnh Thái Bình, sư mới vào tới Sài Gòn và về chùa trong chiều hôm nay. Chiều hôm nay tại chùa, chúng con và chư tăng cùng quý chú đứng ở tại chùa để chắp tay cung nghinh sư. Khi sư vừa bước xuống xe, bản thân con rất là xúc động, tự nhiên nước mắt rơi xuống hình ảnh của sư, làm cho con rất là cảm động, có một niềm tin vững chãi nơi giáo pháp. Và con thường nói với Phật tử chùa An Lạc là quý vị có thể học pháp học, rất là nhiều vị, cũng như tại chùa An Lạc, chúng con cung thỉnh nhiều vị giảng sư trở về đây để chia sẻ pháp học cho quý Phật tử. Còn về pháp hành thì con thường khuyến khích quý Phật tử nghe các bài giảng của sư. Nếu Phật tử nào muốn thực tập cho sâu sắc thì ra tới chùa của sư ở ngoài tỉnh Thái Bình để được gần sư, gần môi trường lành, để tiến sâu hơn trong pháp hành. Hôm nay đây, thưa quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa là vị sư đáng kính, cũng là vị sư trong lòng của thầy rất là cung kính và nương tựa học pháp nơi sư. Sư trở về đây với tất cả sự từ tâm, và lát nữa đây quý Phật tử sẽ được lắng nghe sư giảng bài pháp với chủ đề cách thực tập thiền niệm ơn Đức Phật và thiền đãi tâm từ. Thầy xin giới thiệu đến quý Phật tử hiện diện trên pháp tòa trong buổi tối hôm nay là sư Thanh Minh, trụ trì chùa Phúc Minh, tỉnh Thái Bình. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay. Kính bạch sư, giờ phút này đạo tràng chúng con, chư tăng và quý Phật tử đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con cung thỉnh sư khai pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi vào giảng pháp thì sư mời các quý thầy, các quý Phật tử cùng niệm Nam Mô Ta Sa ba lần. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa.
Hôm nay là lần thứ hai sư trở về chùa An Lạc ở tại nơi thành phố Hồ Chí Minh này. Thì cũng vào dịp năm ngoái thì sư có về đây và đã thuyết giảng ở đây một thời pháp nói về phương pháp thực hành thiền niệm hơi thở. Thì hôm nay nhân mùa Phật Đản, với cái tâm hoan hỷ của tất cả những người con Phật ở trên khắp năm châu và mọi miền đất nước đang hướng về ngày Đức Phật đản sinh về lễ Vê Sắc, thì hôm nay nhận lời mời của Đại Đức trụ trì tại chùa An Lạc, sư về đây với mục đích là để chia sẻ đến tất cả quý vị về dự lễ hôm nay cái thời pháp và có cái chủ đề là phương pháp thực hành thiền niệm ân Đức Phật, và cái chủ đề thứ hai là phương pháp thiền rải tâm từ. Đó là hai cái nội dung của cái bài pháp mà sư sẽ chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử trong cái buổi pháp thoại tối hôm nay. Thứ nhất thì sư sẽ giảng về phương pháp thiền niệm ân Đức Phật. Thì nói đến phương pháp niệm Phật thì đó là một cái pháp môn mà ai cũng thấy nó rất là gần gũi đối với người Phật tử Việt Nam. Ai cũng biết đến cái pháp niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật với cái niềm tin nó khác với niệm Phật là với trí tuệ. Thì ngay từ cái thuở Đức Phật mới thành đạo thì những cái tiếng đồn tốt đẹp đã được lưu truyền ở trong nhân gian, và người ta đã biết đến Đức Phật với những cái ân đức rằng vị ấy là bậc là một đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, tức là một bậc xứng đáng được cúng dường, một bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đấy, nếu như ai mà đã nghiên cứu, đã học tập hay đã từng đọc ở trong các kinh Nikaya, kinh Trường Bộ hay kinh Trung Bộ thì mình sẽ thấy được ngay từ cái thuở Đức Phật còn tại thế, người ta đã biết đến Đức Phật với những cái ân đức như vậy, tức là người ta có cái sự hiểu biết đúng về Đức Phật. Đây là bậc ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đấy là những cái đức tính của Đức Phật, của một vị Phật chánh đẳng giác. Những cái đức tính ấy thì với một cái người Phật tử, mình cần tưởng nhớ, mình cần ghi nhớ, cần khắc sâu, cần hiểu về vị đạo sư của mình, về một bậc thầy dẫn đường đi đến sự giác ngộ giải thoát. Thì vị ấy có những cái ân đức như vậy. Và đối với những người Phật tử, để có được cái niềm tin mãnh liệt thâm sâu về Đức Phật thì mình cũng sẽ tin tưởng vào cái con đường mà Đức Phật đã truyền trao, đã giảng dạy, đang hướng dẫn cho mọi người đi đến Niết Bàn giải thoát. Vậy thì có một cái pháp môn tu tập trong các cái pháp hành, thực hành những cái pháp thiền, đó là thiền niệm ân Đức Phật. Là trong pháp của Phật thì có pháp học, có những cái pháp mình cần học để hiểu, hiểu về Đức Phật, hiểu về những lời dạy, hiểu về những cái con đường đi đến Niết Bàn giải thoát. Và có những cái pháp thực hành để mình giác ngộ ra các cái sự thật, giác ngộ ra chân lý, để đoạn trừ những cái phiền não, để làm cho cái tâm được trở nên thanh tịnh. Và trong đó có một cái pháp hành rất là phổ thông, đó là pháp hành niệm thiền niệm ân Đức Phật này.
Thì niệm ân Đức Phật ở đây, niệm có nghĩa là mình tưởng nhớ và tưởng niệm. Còn ân đức của Đức Phật thì Đức Phật có rất nhiều ân đức, rất là nhiều các cái ân đức cao thấp khác nhau. Nhưng mà mình có 9 cái ân đức phổ thông nhất mà mình cần ghi nhớ và tưởng niệm. Thì đó là thiền niệm ân Đức Phật, và cái pháp thiền này rất dễ thực hành. Có lẽ là một cái pháp mà dễ thực hành nhất trong những cái pháp thiền. Bởi vì đã là một người Phật tử thì thường rằng mình đã có niềm tin nơi Đức Phật rồi. Nhưng nếu như mình chỉ dừng lại ở niềm tin thôi thì sẽ không thực hành được pháp thiền niệm ân Đức Phật này. Mà cái một người muốn thực hành thiền niệm ân Đức Phật này cần phải có trí tuệ nữa. Tức là mình cần phải hiểu các cái ân đức, từng các cái ân đức ấy có những cái ý nghĩa như thế nào. Và cái trí tuệ này là một cái trí thế gian rất là dễ học. Vậy thì một người muốn hiểu ân Đức Phật, muốn niệm được ân Đức Phật, mình chỉ cần học một chút kiến thức về cái đức hạnh và trí tuệ của Đức Phật, ghi nhớ được những cái ân đức ấy và hiểu được những cái ân đức ấy một chút thôi là mình sẽ thực hành được. Khi mà một cái người Phật tử đi đến chùa ở thời đại bây giờ, cách Phật đã rất là xa, hơn 2.500 năm rồi. Mình có thể thấy những hình tượng của Đức Phật, mình có thể đảnh lễ Đức Phật, mình có thể cúng dường Đức Phật. Và có những người sẽ hiểu về Phật, nhưng mà cũng có người sẽ hiểu sai về Phật. Còn nếu như mà một người nào mình có cái sự thực hành về pháp thiền niệm ân Đức Phật này, thì đảm bảo mình sẽ hiểu đúng về Phật. Thì khi mình hiểu đúng về Phật, mình có đảnh lễ Phật, thì mình sẽ đảnh lễ các ân đức Phật. Mình có cúng dường Phật thì mình sẽ cúng dường đến ân đức Phật. Và khi mình có tưởng niệm Phật là mình tưởng niệm đến ân đức Phật. Thì đó là những cái thiện tâm hợp với trí tuệ. Vậy thì mà sư sẽ đi thẳng vào cái nội dung vấn đề là sẽ thực hành thiền niệm ân đức Phật như thế nào. Và trong khi mà sư giảng thì mọi người sẽ thực hành theo ngay khi mà sư giảng pháp để mọi người có kinh nghiệm ngay. Thì thứ nhất rằng mình muốn niệm ân Đức Phật thì mình sẽ cần phải ngồi ở một cái tư thế trang nghiêm, là có cái sự trang nghiêm thành kính đối với, giống như là mình đang đối trước Phật thật, đang đối trước Đức Phật thật. Và nếu như mà mình là người thực hành cái pháp thiền niệm ân Đức Phật này ở một cái không gian yên tĩnh là phù hợp nhất, như là vị ấy có thể sống độc cư ở một cái môi trường yên tĩnh, như là một cái phòng thất riêng biệt không có tiếng ồn ào, hay là ở dưới gốc cây, ngôi nhà trống, hay là một cái thiền thất nào đấy phù hợp. Thì khi mà mình có thể ngồi trước ban thờ Phật cũng được, và mình cần tưởng nhớ, mình cần nhắm mắt lại, ngồi giữ nưng thẳng như một tư thế ngồi thiền, như tất cả các tư thế ngồi thiền khác. Và khi niệm ân Đức Phật này là mình niệm bằng tâm, chứ không có niệm ra bằng âm thanh. Và mình cần nhắm mắt lại và tưởng nhớ đến hình ảnh của Đức Phật mà mình đã từng ghi nhớ được cái hình ảnh ấy trên một bức tranh Phật hay là một bức tượng Phật mà mình cảm thấy hoan hỷ nhất, cảm thấy cung kính nhất, hay là mình thấy có cái ấn tượng nhất mà mình đã từng thấy. Nếu như mình đã từng thấy một bức tranh Phật nào đẹp hay một bức tượng Phật nào đẹp mà mình cảm thấy có cái lòng thành kính hoan hỷ, có cái ấn tượng mình còn ghi nhớ lại được, thì hãy tưởng nhớ đến hình ảnh đó, hình ảnh của Đức Phật ấy. Và mình hãy cố gắng tưởng nhớ và giữ cái hình ảnh ấy, rồi tưởng niệm đến cái ân đức thứ nhất. Thì với một người niệm ân Đức Phật mà mình học được cái ngôn ngữ Pali thì tốt nhất. Nhưng cũng có một số người nếu như mình không học được tiếng Pali, mình có thể niệm ân Đức Phật bằng ngay tiếng Việt cũng vẫn được. Thì cái ân đức mà được niệm bằng tiếng Pali thì đó là cái ân đầu tiên là Arahang. Arahang nghĩa là, hay còn gọi là A-la-hán, A-la-hán. Nhưng mình chỉ niệm như thế không thể nào chứng đắc được cái pháp niệm ân Đức Phật, mà mình cần phải hiểu được cái ý nghĩa của cái ân đức đó. Như như là niệm Arahang, Arahang
Khi mình nhắm mắt lại, trong tâm mình tưởng niệm như thế, Arahang, Arahang, thì cái câu Arahang ấy chỉ là một cái khái niệm thôi. Chỉ là cái khái niệm, nhưng cái ý nghĩa của câu ấy mình cần phải ghi nhớ. Arahang có nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng ở đây có cái ý nghĩa rằng vì Đức Thế Tôn đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật, nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang, Arahang. Vậy thì trong tâm mình cứ niệm Arahang, Arahang, và mình phải mường tượng đến cái ân đức là Ngài không có tham sân si và không có những cái tật xấu còn dư sót ở trong quá khứ. Tiền khiên tật tức là những cái tật xấu, là những cái thói quen, những cái thói quen xấu ở trong những kiếp quá khứ còn dư sót lại. Thì đối với Phật Chánh Đẳng Giác thì mới đoạn trừ hết cái tiền khiên tật này. Còn các bậc A-na-hán thường vẫn còn có những tiền khiên tật, mặc dù không còn phiền não. Vậy thì Đức Phật là bậc không có phiền não tham sân si và các tiền khiên tật, cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Thì đấy là cái câu mình cần niệm như thế, và mình cần phải hiểu cái câu đó với cái ý nghĩa như vậy. Với cái câu Arahang này có tới 5 nghĩa, nhưng nhớ được bao nhiêu thì mình nhớ. Thứ nhất là vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si và các tiền khiên tật, nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Mình có thể mường tượng đến cái ý nghĩa là vì Ngài đã sạch hết những cái cấu uế, cho nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Vì Ngài đã đoạn trừ được vô minh tham ái, nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Vì Ngài đã có cái giới định tuệ không ai sánh bằng, vì giới định tuệ của Ngài không ai sánh bằng, nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Vì Ngài là bậc không còn nỗi nầm, nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Thì những cái ân đức này, thứ nhất là mình cần phải ghi nhớ những cái ân đức ấy. Hoặc là có những người có thể hiểu sâu xa hơn, có những người mình không nhớ được hết thì mình nhớ được bao nhiêu cũng được. Tức là trong bằng đấy, những cái ân đức của cái ân đức thứ nhất ấy, những cái ý nghĩa của ân đức thứ nhất, mình ghi nhớ được bao nhiêu cũng được. Nhưng mà trong cái lúc mình niệm Arahang thì cái tâm của mình phải hướng đến cái ân đức đó. Khi mà mình nhắm mắt vào, mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật và tưởng nhớ đến cái ân đức như vậy, thì trong tâm mình cảm thấy có cái niềm hân hoan, cảm thấy có cái niềm hoan hỷ, cảm thấy nó có cái niềm an lạc, nó phát sinh, nó khởi sinh ngay tức thì. Đấy là cái pháp niệm ân Đức Phật sẽ khiến cho mình có cái tâm hoan hỷ với Đức Phật, có cái lòng thành kính đối với Phước Đức Phật, có cái niềm tin tưởng thâm sâu nơi Đức Phật, và có cái sự hiểu rõ ràng về cái đức tánh cao thượng, cao quý của Đức Phật như vậy. Chứ mình không hiểu mơ hồ, không hiểu sai lầm về Đức Phật. Vậy cái người niệm ân Đức Phật sẽ thoát khỏi những cái mê tín, những cái sự hiểu sai, những cái tâm mong cầu, nghĩ Đức Phật như những đấng thần linh, ban ơn giáng họa khác. Mà đây mình niệm ân Đức Phật như vậy, niệm đến đâu, nó tăng trưởng cái chánh tri kiến đến đó, nó tăng trưởng cái trí tuệ, cái chánh kiến hiểu đúng về Phật đến đó. Đó chính là thiện tâm hợp với trí tuệ là vậy. Nên là cái người Phật tử không những chỉ có niềm tin mà cần phải có trí tuệ, hiểu rõ về đức bổn sư của mình, hiểu rõ về Đức Phật của mình thông qua cái pháp niệm ân Đức Phật như thế. Khi niệm ân Đức Phật như thế, những cái ân đức ấy của Phật nó thấm sâu vào trong tâm thức, trong tiềm thức, trong cái trí tuệ của mình. Thì lúc nào mình khi mà mình đã có cái sự thực hành thuần thục rồi, mình có thể đi đứng nằm ngồi bất cứ ở cái oai nghi nào, mình cũng có thể tưởng niệm được đến ân Đức Phật. Hay bất cứ lúc nào ở đâu mình nhìn thấy hình tượng Đức Phật, mình cũng có thể tưởng nhớ ngay đến ân Đức Phật. Vậy khi mình đảnh lễ Phật, mình hướng đến ân Đức Phật đảnh lễ. Khi cúng dường Phật, mình hướng đến ân Đức Phật để cúng dường. Khi tưởng niệm Phật, mình hướng đến ân Đức Phật để tưởng niệm. Thì những cái điều đó nó mới tạo ra cái công đức lớn, tạo ra cái phước lành lớn. Đó là mình đang đảnh lễ cung kính cúng dường đến Đức Phật thật. Còn mình không hiểu Đức Phật thì mình coi Đức Phật như một đấng thần linh. Thì khi đấy mình đảnh lễ, mình cung kính cúng dường là mình đang đảnh lễ cung kính cúng dường một vị thần linh, chứ không phải là một vị Phật. Đó là cái sự khác nhau giữa người có hiểu và có thực hành niệm ân Đức Phật với một cái người không hiểu hay không thực hành cái pháp niệm ân Đức Phật. Thì cũng là thờ Phật, nhưng mà cái công đức, cái quả báo, cái phước này nó sẽ khác nhau. Vậy nên cái người niệm ân Đức Phật, mình sẽ tạo ra những cái công đức lớn, tạo ra cái phước lành lớn cho chính bản thân mình.
Thì đấy là cái ân thứ nhất khi mà mình tưởng niệm đã thuần thục rồi. Một cái ân đức này thôi, nhưng nếu như với một người sơ cơ có thể phải thực hành trong một thời gian một ngày hoặc 2 ngày hoặc 3 ngày có đến hoặc 7 ngày, nó tùy theo từng người. Có những người cái trí sắc xảo có thể thực hành trong một thời gian rất là ngắn, có thể 30 phút hoặc 1 giờ là có thể thành tựu và có thể đạt được nhất tâm, có thể thuần thục được ngay ở trong tâm mình về những cái ân đức này. Thì những cái ân đức thứ nhất đó là ứng cúng, là bậc Đức Thế Tôn là bậc ứng cúng, A-ra-hăng, A-ra-hăng là bậc xứng đáng được cúng dường. Mình cần ghi nhớ những cái ý nghĩa như vậy. Khi đã thành tựu, khi mình đã thuần thục ở trong tâm cái ân đức đấy rồi, như là một cái người học đã thuộc lòng một cái pháp môn rồi, thì lúc đấy mình sẽ niệm đến ân đức thứ hai, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Khi ân đức này có nghĩa rằng Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác. Bậc chánh đẳng chánh giác có nghĩa là Đức Thế Tôn là một bậc có cái trí tuệ giác ngộ viên mãn toàn hảo tuyệt đối. Thì cái ân đức này mình chỉ cần hiểu rằng là có rất nhiều bậc giác ngộ, như Đức Phật độc giác hay là các bậc thanh văn giác cũng là bậc giác ngộ, nhưng không ai được gọi là giác ngộ toàn hảo viên mãn hay là một bậc toàn giác như Đức Phật chánh đẳng giác. Đức Phật chánh đẳng giác thì mới có thể giác ngộ được cho người khác. Còn đối với một vị Phật độc giác cũng là một bậc chánh chi, tức là một bậc có chánh trí nhưng không có thể giác ngộ được cho người khác, bởi vì vị Phật độc giác có cái sự giác ngộ có giới hạn, còn Phật chánh đẳng giác có sự giác ngộ không có giới hạn. Ngài có thể tuyên thuyết được những cái pháp chân đế, dùng những cái ngôn từ chế định để tuyên thuyết ra những pháp chân đế, cho nên có thể khai mở giáo hóa cho người khác đi đến giác ngộ được. Và các cái vị đệ tử của Phật chánh đẳng giác khi đã giác ngộ rồi thì gọi là các bậc thanh văn giác. Thanh văn có nghĩa là vì nghe những cái lời của Phật chánh đẳng giác mà giác ngộ. Khi giác ngộ rồi, các vị ấy vẫn phải học pháp từ nơi Phật chánh đẳng giác mới có thể thuyết giảng được Phật pháp và mới có thể giáo hóa, giảng dạy và hướng dẫn cho người khác đi đến giác ngộ được. Vì vậy nên gọi là thanh văn giác. Còn đối với Đức Phật thì là bậc không có thầy, chỉ dạy tự mình giác ngộ và có thể giác ngộ được cho người khác. Thì cái ý nghĩa ấy được gọi là Samma Sambuddho. Ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, Đức Thế Tôn là bậc chánh đẳng chánh giác, Samma Sambuddho, Samma Sambuddho. Thì khi niệm cái câu Samma Sambuddho ấy, mình hiểu cái ý nghĩa là cái trí tuệ giác ngộ tột cùng, tối cao và không ai sánh bằng như thế. Chỉ có Đức Phật độc giác mới có trí tuệ đấy. Khi hiểu như vậy và từ niệm cái ân đức đấy, thì đấy là mình đang niệm đến ân đức thứ hai, Samma Sambuddho, bậc chánh đẳng chánh giác. Khi mình đã niệm như thế mà cảm thấy đã thuần thục rồi thì mới niệm đến ân đức thứ ba, ứng cúng chánh biến chi minh hạnh túc. Đến cái ân đức thứ ba là Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả đức hạnh và trí tuệ, cả minh lẫn hạnh. Vicchacharana sampanno, Vicchacharana sampanno. Thì mình có thể niệm bằng, nếu như mình học được Bali thì mình niệm bằng Bali, còn nếu không thì mình niệm bằng cái nghĩa tiếng Việt cũng được. Đức Thế Tôn là bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh, Ngài là bậc có đầy đủ cả minh lẫn hạnh. Thì cái niệm như thế, và mình cần hiểu là minh là gì, hạnh là gì. Thì lúc đấy minh là trí tuệ, là cái trí tuệ giác ngộ như là túc mạng minh, thiên nhãn minh, nậu tận minh, tha tâm minh, tất cả những cái gì nó thuộc về trí giác thì được gọi là minh. Còn hạnh là những cái gì thuộc về đức hạnh, thuộc về đạo hạnh, như giới hạnh, định hạnh, tuệ hạnh, giải thoát chi kiến hạnh, hay là những cái hạnh về thiểu dục chi túc, những cái hạnh về đa văn, những cái hạnh tàm quý, những hạnh vô tham, vô sân, vô si. Thì những cái đức hạnh cao thượng, cao quý ở những bậc thánh nhân đó. Vậy thì mình chỉ cần hiểu là Ngài là bậc có trí tuệ và bậc có đức hạnh lớn và trí tuệ lớn, là bậc có cả minh lẫn hạnh. Hiểu được như thế và mình sẽ niệm được cái ân đức đó, Vicchacharana Sampanno. Và khi mình đã thuần thục với cái ân đức ấy rồi thì mình niệm đến ân đức tiếp theo là thiện thệ Sukhato. Sukhato, Sukhato thì cứ niệm như vậy,
Vì thiện thệ ở đây là những cái lời nói, những cái lời thuyết giảng hay là những cái lời giảng dạy đúng với sự thật, thì đấy được gọi là thiện thệ. Thì Đức Phật khi đã nói lên những cái lời gì thì cũng có cái sự hoàn hảo, hay là có cái sự hoàn hảo từ đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối. Thì những cái gì nó chỉ đúng với sự thật, nhưng mà Đức Phật chỉ nói khi nó hợp thời, khi nó hợp với căn cơ, khi nó hợp với tâm tánh của mỗi người nghe. Cho nên những cái lời nói ấy chỉ đem lại cái sự lợi ích, đem lại cái sự hạnh phúc, đem lại cái sự an lạc cho những cái người nghe. Thì mình chỉ cần hiểu về những cái lời thuyết giảng chân thật của Đức Phật, đó được gọi là thiện thệ. Thì tất cả những cái giáo pháp Đức Phật nói ra là nói ra những sự thật và đem lại cái lợi ích an lạc cho chư thiên và loài người, thì những cái giáo pháp ấy được gọi là thiện thệ. Và mình niệm cái ân đức thiện thệ là mình tưởng nhớ đến những cái lời giảng dạy chân thật của Đức Phật. Thì niệm Sukhato, 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 thiện thệ. Đức Thế Tôn là bậc thiện thệ, Ngài là bậc thiện thệ, Ngài là bậc chỉ nói những lời thiện này, những lời chân chánh. Thì mình chỉ cần hiểu như thế, và khi mà đã tưởng niệm đến cái ân đức này được thuần thục rồi thì lại niệm đến cái ân đức tiếp theo, thế gian giải, Noka Guidu, Noka Guidu. Thì cái ân đức này là cái ân đức mình cần hiểu cái ý nghĩa của cái ân đức này là Đức Phật là bậc hiểu rõ tất cả những cái pháp ở trong thế gian. Thế gian ở đây là những cái trong một thế gian có những cái thế giới khác nhau, có những cái chúng sinh sống ở các cái thế giới ấy khác nhau. Như là Đức Phật thấy rằng trong một thế giới có 31 cõi, từ cái cõi địa ngục đến cõi bàng sinh, đến cõi ngã quỷ, cõi Atuna, cõi nhân loại, cõi chư thiên dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thì cái trí tuệ của một vị Phật thấu hiểu, thấu rõ về các cái cõi sống khác nhau, có những cái hữu tình khác nhau, có cái sự thọ các cái khổ nạc khác nhau, và có những cái con đường để đi đến những cái cảnh giới đấy khác nhau tùy theo những cái nghiệp thiện ác của mỗi chúng sinh, và những có những cái con đường đi ra khỏi cái cõi thế gian ấy nếu thực hành theo cái giáo pháp. Thì một cái người tưởng niệm đến cái ân Đức Phật, thấy được cái trí tuệ quảng đại vô lượng vô biên của Đức Phật, có thể thấy được vô lượng vô số cái thế giới ở trong thế gian vô cùng tận này, thì đấy là cái người hiểu về cái ân đức gọi là Noka Guidu, thế gian giả. Đức Phật là bậc hiểu rõ các pháp ở trong thế gian, Đức Phật là bậc hiểu rõ các cái thế gian khác nhau, cái thế giới này, hiểu rõ về cái thế giới này. Mà cái thế giới này con người mình mà rất là mơ hồ, vì mình chỉ thấy được những cái gì mà mắt thấy tai nghe. Tức là đối với một cái người bình thường thì chỉ thấy được thế gian này nó có cái cõi nhân loại và có cái cõi bàng sinh. Còn những cái cõi vô hình, những cái cõi mà mắt thường không thấy được, như các cõi chư thiên hay là các cái cõi địa ngục, ngã quỷ, thì con người với cái mắt nhục nhãn thường không thấy, nhưng bằng cái thiên nhãn thì Đức Phật thấy các cái cõi sống khác nhau như vậy. Có cái cõi ở gần, ở xa, ở cao, ở thấp, có cái cõi khổ và có cái cõi này. Trong rất là nhiều những cái thế gian, trong cái hệ thế giới hệ khác nhau, có rất nhiều những cái cõi sống như vậy, mà cho đến nay những cái khoa học cũng không thể nào khám phá và lý giải tường tận rõ ràng như trong kinh Đức Phật đã nói về các cảnh giới, các cái cõi sống và những cái chúng sinh, cái đời sống của chúng sinh ở các cái cõi sống đó có cái sự sai biệt khác nhau. Thì muốn hiểu rõ tường tận về cái thế giới này, về cái thế gian này, thì cần phải nghiên cứu về cái trí tuệ hiểu về thế giới của Đức Phật, hiểu về cái thế gian của Đức Phật. Và một cái người tưởng niệm đến cái ân đức thế gian giải là thế, là mình niệm đến cái ân đức thế gian giải ấy và mình hiểu được rằng Đức Phật là bậc có trí tuệ, hiểu rõ về cái thế giới quan này, về cái nhân sinh quan này ở cái mức độ rất là rộng lớn như vậy, và mình cảm thấy kính phục Đức Phật hơn tất cả những cái pháp ở thế gian, hay là tất cả những cái đấng thần linh, hay tất cả những cái tư tưởng, những cái triết học ở thế gian cũng không thể nào sánh bằng được.
Đó là khi mình niệm đến cái ân đức ấy, mình hiểu Đức Phật có cái trí tuệ rộng lớn như vậy, mình càng thêm kính trọng, càng thêm tin tưởng vào những cái giáo pháp của Đức Phật. Đó là niệm đến cái ân đức Nokawidu thế gian giả. Và niệm ân đức tiếp theo là vô thượng sĩ điều ngự trượng phu Anuttaro Purisaddhamma Sarathi. Thì Ngài là một bậc điều phục những người khó điều phục. Điều phục ở đây là Đức Phật, khi mà Đức Phật có thể giáo hóa, điều phục bằng cái sự giáo dục, bằng cái sự giáo hóa, bằng cái lời giảng dạy của mình, khiến cho một phàm nhân có thể trở thành một thánh nhân, một người ác mà khi gặp Đức Phật có thể trở thành một người hiền thiện, tức là một ác nhân trở thành một hiền nhân. Và có thể rất là nhiều những cái chúng sinh bất thiện, độc ác, hung dữ mà không ai ở trên thế gian này có thể hàng phục, có thể giáo hóa, có thể hóa độ được, nhưng có thể Đức Phật sẽ hóa độ được chúng sinh ấy. Nhưng đó là vì có duyên với Phật thì Phật sẽ hóa độ được. Và cái sự hàng phục, cái sự giáo hóa, cái sự hóa độ của Đức Phật là không ai có thể sánh bằng được. Về cái mức độ giáo hóa những cái chúng sinh dễ dạy, dễ giáo hóa, và cả những chúng sinh rất là khó giảng dạy, khó giáo hóa, Đức Phật cũng có thể giáo hóa được bằng từ tâm của mình, hoặc là bằng trí tuệ của mình, hoặc là bằng những cái thần lực của một vị Phật để giảng dạy, để giáo hóa những chúng sinh ấy, để khuất phục những cái chúng sinh ấy, bỏ những cái điều ác và thành tựu những cái hạnh này. Vì đấy là cái ân đức là Ngài là bậc vô thượng sĩ điều ngự trượng phu. Thì lúc ấy mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật, tưởng nhớ đến cái khái niệm ấy và tưởng nhớ đến cái ân đức ấy đi cùng với cái khái niệm đó. Thì cái lúc ấy trong tâm mình luôn luôn phải tưởng nhớ đến hình ảnh và hướng đến cái ân đức của Phật như vậy, thì đó là niệm ân Đức Phật. Và cái ân đức nữa là Ngài là bậc thầy của trời người. Đức Phật là bậc thầy của trời người. Satadeva Manu Anuttaro Purisaddhamma Sarathi Satadeva Manusano. Thì cái niệm đến cái ân đức này thì mình chỉ cần nghĩ rằng Đức Phật là bậc thầy có thể giảng dạy giáo hóa cả cái chúng sinh ở cõi nhân loại và cõi chư thiên. Khi mà Ngài thuyết pháp ở cái cõi nhân gian này, có rất nhiều chư thiên đến để nghe pháp và cũng giác ngộ được những cái lời Đức Phật dạy. Hay là Đức Phật có thể tự thân đến các cõi thiên giới, đến các cõi phạm thiên để có thể giảng dạy giáo hóa các vị chư thiên, đó cũng đi đến cái sự giác ngộ. Thì cái ân đức đấy là vì Đức Phật là bậc thầy của trời người. Khi mình niệm cái ân đức như vậy thì mình sẽ thấy rằng là trong tất cả các cái vị thiên thần ở trên thế gian, không ai có cái trí tuệ, không ai có cái thần lực, không ai có thể sánh ngang bằng với một vị Phật được. Cũng chính vì cái sự niệm ân Đức Phật như vậy thì mình sẽ không còn đặt niềm tin vào những cái đấng thần linh hay là các cái đấng thiên thần khác ngoài Đức Phật sánh đẳng giác ra. Mình sẽ biết rằng trong thế gian có rất nhiều cái tư tưởng người ta ca ngợi, người ta tán tụng các cái vị thượng đế, các cái vị thần linh, các cái vị chư thiên ở các cái đạo giáo, các tôn giáo khác. Nhưng khi mình hiểu về các ân Đức Phật thì mình sẽ thấy các cái vị thần linh, các vị chư thiên đấy vẫn là một chúng sinh bình thường ở trong các cái cõi sống khác nhau, tùy theo cái công đức phước lành mà tái sinh về các cảnh giới cao thấp khác nhau mà thôi. Nhưng mà họ vẫn còn bị vô minh, vẫn còn phiền não, vẫn còn sinh tử luân hồi. Còn chỉ có Đức Phật, mặc dù Ngài ở cái cõi nhân gian, sinh ra ở cái cõi nhân gian này, nhưng mà Ngài đã đoạn trừ được những phiền não ấy, đã chấm dứt được sinh tử và đã giác ngộ được chân lý, nên Ngài là bậc thầy của cả chư thiên và nhân loại này. Thế là mình niệm cái ân đức thứ 8 và đến cái ân đức cuối cùng là Phagavā, có cái ý nghĩa là Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa là một bậc thừa hưởng những cái phước lành, những cái phước lành mà do chính Ngài đã tạo ra từ những cái pháp ba la mật, từ rất nhiều cái đời kiếp mà Ngài đã thực hành Bồ Tát đạo, Ngài đã tạo ra rất là nhiều những cái công đức phước lành. Cho nên đây là cái kiếp cuối cùng
và Ngài thừa hưởng tất cả những cái thành quả, những cái công đức ấy, những cái phước về thế gian và những cái phước về suốt thế gian. Thì ở Đức Phật rất là sung mãn và không ai có thể sánh bằng được. Thì Ngài đã đi đến cái đích cuối cùng của mình, đó là đạt được những cái điều mà Ngài đã mong cầu, mà Ngài đã hướng đến, mà Ngài đã đề ra từ rất nhiều đời, nhiều kiếp trong cái quá trình thực hành Bồ Tát Đạo. Và đây đến cái khi mình đạt được tất cả những cái phước lành viên mãn ấy, cho nên gọi là Bhagava, Bhagava hay còn gọi là Thế Tôn. Thì khi một cái hành giả thực hành cái pháp thiền niệm ân đức Phật, mình cần niệm từng ân đức một. Sau đó khi các cái ân đức ấy đã thuần thục rồi thì mình sẽ tưởng niệm một lần cả chín ân. Lúc ấy mình sẽ tưởng niệm giống như là trong một cái bài trong một cái bài kinh về Tam Bảo nói về các cái ân đức Phật ấy. Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambutho Vichacharana Sampanno Sukhato Lokavidu Anuttaro Purisadama Sarathi Sathadeva Manusano Buddho Bhagava. Khi mà mình tưởng niệm như vậy với một cái người mà đã thuần thục, đã thành tựu rồi, thì vị ấy nhắm mắt vào, hình dung ra hình ảnh Đức Phật và cứ tưởng niệm như thế. Khi mình tưởng niệm như thế, cái lúc đầu tiên thì mình cần phải ghi nhớ đến cả cái hình ảnh Đức Phật và cả những cái khái niệm mà mình đang thực tập này. Tức là khi mình ghi nhớ hình ảnh Đức Phật và tưởng niệm đến từng cái khái niệm là Arahang, là vì Ngài đã đoạn trừ hết tham sân si nên Ngài xứng đáng được cúng dường Arahang, Arahang. Nhưng khi mà một cái người đã niệm thuần thục, đã niệm lâu ngày rồi, thì dần dần những cái hình ảnh đấy cũng không còn xuất hiện nữa, có thể sẽ tan đi. Hoặc là có những người trong những kiếp quá khứ đã từng gặp Phật rồi, có thể vị ấy sẽ thấy hình ảnh thật của Đức Phật cũng có thể xuất hiện ở trong tâm, nếu như mà cái người đó có thể thực hành và chứng đắc được cái pháp thiền niệm ân Đức Phật này. Mà thực ra cái pháp thiền niệm ân Đức Phật này rất dễ dàng chứng đắc được với một cái người Phật tử, vì tất cả những người Phật tử đã có cái niềm tin rất thâm sâu nơi Đức Phật. Đại đa số mọi người đã có cái niềm tin rất thâm sâu, nhưng phải là một người có cái sự hiểu về ý nghĩa của các ân đức này, mà ý nghĩa các ân đức này không có quá là khó. Đó là những cái ý nghĩa rất là dễ hiểu, chỉ cần có cái sự học, có cái ghi nhớ một chút và có cái sự hiểu một chút là mình có thể thực hành được cái pháp thiền này. Pháp thiền này đòi hỏi mình cần phải học, vì cái pháp này vừa là niềm tin nhưng vừa là trí tuệ. Và cái pháp này đặc biệt sẽ phù hợp với những cái người có cái đức tin mạnh. Người nào có cái đức tin mạnh, người ấy sẽ thường hay đặt niềm tin vào những cái đấng cao thượng, những cái đấng thánh nhân, những bậc thánh nhân. Và những cái người có cái niềm tin mạnh như thế, nếu như mà vị ấy tin sai, tin vào những cái đối tượng không đáng tin, thì cái niềm tin ấy sẽ bị đi sai lạc, và sẽ dẫn đến những cái tà kiến, sẽ dẫn đến những cái tà trí, và sẽ đi đến cái con đường tà giải thoát. Nhưng nếu như cái niềm tin ấy được đặt đúng vào những cái bậc đáng tin, đáng để cho mình tin tưởng, đáng để cho mình cung kính, thì cái niềm tin ấy sẽ phát sinh ra cái trí tuệ cao thượng, và sẽ làm cái nền tảng để cho một cái hành giả ấy có thể đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến Niết Bàn. Và khi mình niệm ân Đức Phật như vậy, mình sẽ thấy có một cái sự hỷ lạc nó sẽ sinh khởi lên rõ ràng ngay tức thì, ngay trong cái lúc mình vừa khởi cái tâm niệm ân Đức Phật thôi, mình sẽ thấy có cái hỷ, có cái niềm vui nó đã sinh khởi ở trong tâm mình rồi. Và cái sự hân hoan, cái sự hoan hỷ, cái sự an lạc ấy ở mỗi người nó có những cái mức độ khác nhau. Có những người có cái sự hỷ lạc đó nó rất là mạnh mẽ, thâm sâu, như thời Đức Phật, khi Đức Phật mới ra đời vậy. Có người chỉ mới nghe đến cái danh từ Đức Phật, có Đức Phật ra đời, Buddho, người ta chỉ nghe đến cái từ Buddho, Buddho đấy thôi, và có thể cái câu Buddho đấy nó sẽ gắn chặt vào trong tâm, và người ta muốn đi tìm Đức Phật ngay tức thì. Bởi vì khi Đức Phật, trước khi Đức Phật xuất hiện ở thế gian 1000 năm trước, người ta đã
lưu truyền những cái ân Đức Phật đã được giảng dạy, đã được nói đến trong những kinh điển Vệ Đà, đã được đồn ở trong nhân gian là Đức Thế Tôn là bậc Chánh Biến Chi Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giả Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Những cái lời tốt đẹp ấy đã được đồn đi khắp nơi rồi. Cho nên khi Đức Phật ra đời, có những người có nhân duyên với Đức Phật chỉ nghe đến cái tên Phật Đà thôi, là cái niềm hân hoan, cái niềm hoan hỷ đã khởi lên một cách mạnh mẽ, liên tục và không gián đoạn rồi. Vì cái sự khởi lên liên tục, mạnh mẽ, không gián đoạn ấy, có những người muốn đi tìm Phật ngay tức thì, muốn đi gặp Phật, muốn yết kiến Phật và muốn được học Pháp nơi Đức Phật. Và người ta đi tìm Đức Phật như vậy, khi đi qua những cái dòng sông mà không có những cái con thuyền, có những người, người ta vừa tưởng nhớ đến ân Đức Phật với cái sự hỷ nạc khinh an ấy, người ta đi trên mặt nước vàng không bị chìm. Vì đó là cái hỷ, từ cái hỷ nó sinh ra khinh an. Và có nhiều người khởi lên cái tâm hoan hỷ muốn đi tìm Phật, người ta cái sự hỷ nạc ấy nó có thể nâng cái người ta bay lên hư không, và người ta có thể tìm đến nơi Đức Phật. Là những cái chuyện đó trong thời Đức Phật có những cái chuyện như thế, hay là như ông Cấp Cô Độc Alathabindika, khi mà từ cái thành Xá Vệ đi đến thành Vương Xá trong cái chuyến buôn bán và nghe đến cái tên Đức Phật ra đời. Khi mà vừa mới nghe đến cái từ Buddho, biết rằng Đức Phật đã ra đời, thì cái từ ấy nó gắn liền ở trong cái tâm của ông trưởng giả này. Và đêm hôm đấy ông ấy nằm ngủ, nhưng cái từ Buddho ấy nó cứ liên tục sinh khởi lên ở trong tâm trí. Và ông đạt được cái nhất tâm, đạt được cái cận định ngay tức thì. Và lúc đấy cái tâm nó sáng rực lên. Cái tâm nó sáng rực, và đang đêm thì ông tưởng là ban ngày. Và ông đã tự thân mình đi tìm Đức Phật, đã đi đến Tịnh Xá, đi qua cái bãi Tha Ma, tiến vào Tịnh Xá để gặp Đức Phật ngay trong đêm hôm đó. Và khi nghe Đức Phật thuyết pháp, ông chứng sơ quả. Sau này ông đã cúng dường cái Tịnh Xá Kỳ Viên, là một cái ngôi chùa nổi tiếng mà vẫn còn lưu truyền ở trong kinh điển cho đến tận ngày nay. Thì với cái người niệm ân Đức Phật sẽ gieo vào trong tâm mình những cái nhân rất là thâm sâu nơi Đức Phật như thế, có thể sinh ra ở cái đời nào, ở cái kiếp nào, thì mình cũng sẽ không bao giờ quên Phật. Hay là khi có ai gợi nhớ đến Đức Phật là cái đạo tâm của mình, cái bồ đề tâm của mình nó lại sống dậy. Lúc đấy mình lại hướng tâm về Phật và sẽ đi tìm Phật, sẽ học Phật và sẽ giác ngộ nhanh chóng. Đấy là cái người mà có thực hành cái pháp thiền niệm ân Đức Phật, thì những ân Đức Phật sẽ in sâu vào trong tâm trí như thế, sẽ mãi mãi không bao giờ mình quên đi được nếu như mình có niệm ân Đức Phật này. Và nhất là một người niệm ân Đức Phật mà chứng đắc được định cận hành, thì pháp niệm ân Đức Phật chỉ đắc đến cận hành định thôi, chứ không đắc được các tầng thiền an xỉ định. Nhưng mà với cái cận hành định ấy cũng làm cho cái tâm rất là thanh tịnh, ni được các trần cấu, tức là sẽ ni được những cái triền cái, những cái phiền não sẽ làm nắng dịu xuống. Sau đó thì vị ấy có thể thực hành những cái pháp thiền cao hơn, và phải thực hành những cái pháp thiền cao hơn nữa, thực hành những cái pháp tứ niệm xứ thì mới đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn được. Chứ nếu như mình chỉ dừng lại ở pháp niệm ân Đức Phật, chỉ dừng lại ở cái lòng tin kính hoan hỷ với các cái ân đức cao thượng cao quý của Đức Phật thôi, thì mình chỉ tạo được những cái thiện nghiệp dục giới thôi. Những cái thiện nghiệp dục giới nó cho những cái phước lành ở cái cõi dục giới, ở cõi nhân loại và cõi thế gian, chứ cái pháp niệm ân Đức Phật chưa thể đi đến cái suốt thế gian được. Nên pháp niệm ân Đức Phật sẽ là cái nền tảng đầu tiên để cho mình có cái niềm tin thâm sâu, và sau đó sẽ thực hành những cái pháp thiền cao hơn nữa để đi đến cái sự giác ngộ giải thoát. Thì đó là cái niệm ân Đức Phật là như vậy. Những cái khái niệm ấy mình cần phải học tuần tự. Muốn thực hành cái pháp niệm ân Đức Phật ấy, mình cần phải học thuộc 9 ân Đức Phật và bằng tiếng Bali hoặc bằng tiếng Việt, và hiểu rõ từng cái ý nghĩa của từng ân một, rồi sau đó mới thực hành được. Và khi mình học thì mình cảm thấy nó có thể là
mất một thời gian để mình hiểu hết các ân đức Phật ấy, nhưng khi thực hành mình sẽ thấy rất là dễ và rất là hoan hỷ và rất là nhanh chóng thành tựu cái pháp môn này. Nên mọi người mình cần phải học cái pháp môn này, sau đó mình hãy thọ trì và thực hành pháp môn này, mình sẽ cảm thấy có cái sự hỷ lạc nó sinh khởi, làm cho cái tâm của mình sẽ có cái sự hân hoan, hoan hỷ và có cái niềm tin cao hơn đối với Đức Phật và đối với giáo pháp, cũng như mình sẽ tinh tấn hơn để thực hành những cái pháp thượng nhân nữa, để mình đạt được những cái chi kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh nữa. Đấy là cái ý nghĩa của cái chủ đề đầu tiên, đó là về cái pháp thiền niệm ân Đức Phật. Còn bây giờ sư sẽ chuyển sang cái phương pháp thứ hai mà sư sẽ chia sẻ đến toàn thể các Phật tử hôm nay, đó là phương pháp thiền giải tâm từ. Thì cái phương pháp này thì sư cũng sẽ nói là đến ba cái nội dung chính. Thứ nhất là tại sao mình phải thực hành thiền tâm từ, và cái sự thực hành thiền tâm từ như thế nào, và cái lợi ích của cái sự thực hành thiền tâm từ nữa. Thì thứ nhất là tại sao mình cần phải thực hành thiền tâm từ, bởi vì là trong cuộc sống này, trong cái xã hội, mình sống trong một cái xã hội, trong một cái cộng đồng này, mình sẽ có khi mình sẽ có những cái mâu thuẫn với những cái người xung quanh, và có thể là từ những cái mâu thuẫn nhỏ ấy nó sẽ sinh ra những cái mâu thuẫn lớn, và nó sẽ tạo thành những cái bất thiện, những cái pháp bất thiện, như là những cái sự hận thù, những cái sự xung đột, có thể là dẫn đến cái sự cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh, khẩu tranh, hoặc là có những cái cuộc chiến tranh tàn sát giữa con người với con người, giữa cái quốc gia này với những cái quốc gia khác. Ở trên thế giới này rất là nhiều những cái cảnh đau thương từ những cái tâm sân hận mà nó sinh ra. Mà những cái mà cái tâm sân hận này nó sinh ra, nó có thể là nó diễn ra giữa những cái người sống rất gần gũi với nhau, có thể là trong gia đình cha con có những cái tình ái bao la như vậy, nhưng có thể chỉ một cái sự hiểu lầm, nhưng có thể chỉ một cái mâu thuẫn nhỏ cũng có thể biến thành những cái xung đột, những cái xung khắc, những cái sự đấu tranh, chiến tranh. Cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, bạn bè, họ hàng, nàng xóm, láng giềng, những cái quốc gia này đến quốc gia khác cũng như vậy. Chỉ vì cái tâm sân hận ở trong lòng mình mà không biết cách đối trị, không biết cách diệt trừ, không biết cách chuyển hóa nó, mà thì có thể nó sẽ dẫn đến những cái nỗi nầm, những cái tội nghiệp, những cái pháp bất thiện, dẫn đến những cái sự đau khổ ngay trong hiện tại này. Và nó cũng sẽ dẫn đến những cái sự đau khổ vô biên bất tận ở trong tương lai. Nên là từ cái tâm sân hận ấy, một cái người sống với cái tâm sân hận, và cái tâm sân hận mỗi ngày nó sẽ lớn lên, rồi lúc ấy mình không kiềm chế được ở trong lòng nữa, thì bắt đầu nó sẽ bộc phát ra thành những cái lời nói. Những cái lời nói đi kèm với cái tâm sân hận sẽ là những cái lời nói xúc phạm, sẽ là những cái lời nói chỉ trích, sẽ làm tổn thương, tổn hại đến những cái người xung quanh mình. Mình sống với những người yêu thương ở xung quanh mình, nhưng vì sống với cái tâm sân hận lại chuyển thành thù địch với nhau. Rồi cái từ cái tâm sân hận ấy mà không được chế ngự thì nó phát ra thành những cái hành động bất thiện, như là tàn sát lẫn nhau, đánh nhau, chửi nhau, rồi tạo ra những cái nghiệp bất thiện. Rồi những cái người ấy vì cái tâm sân hận ấy chết đi mà phải đọa vào những cái cõi khổ đau, như đọa vào địa ngục, đọa vào những cái loài súc sinh, đọa vào những cái cõi khổ đau vô cùng tận, cũng chỉ vì cái tâm sân hận này. Và thì Đức Phật cũng giống như là một cái bậc thầy hay là một cái bậc đại lương y vậy, tùy theo bệnh mà cho thuốc. Cái pháp của Đức Phật có rất là nhiều những cái pháp môn khác nhau, và tất cả những cái pháp môn ấy cũng giống như là thuốc để điều trị những cái bệnh tâm cho con người. Ai có cái bệnh gì thì biết cách sử dụng cái thuốc đấy cho phù hợp thì sẽ khỏi được cái bệnh đó, tiêu trừ được cái bệnh đó. Thì cái
trong đó có cái pháp gọi là thiền đại tâm từ, là để đối trị trực tiếp với cái tâm sân hận này. Những người nào mà nặng về cái tâm sân hận, mà có cái tâm sân hận này, hay khởi lên cái tâm sân hận này, thì cái người ấy cần phải thực hành cái pháp thiền tâm từ này. Hay là khi mà nói đến đạo Phật thì người ta luôn luôn tưởng nhớ đến hai cái câu gọi là từ bi. Đạo Phật gọi là đạo từ bi, hay là luôn luôn nói Đức Phật là bậc đại từ bi. Nhưng mà khi mà cái câu nói ấy thì nó rất là phổ thông ở trong nhân gian, nhưng mà để thành tựu được cái đức tánh từ bi này thì không phải là mình chỉ nghe cái câu nói như vậy, hay là mình chỉ khởi lên cái ý nguyện là mình mong muốn mình trở thành một cái người từ bi mà nó thành tựu được, mà mình cần phải thực hành, mình cần phải huấn luyện, mình cần phải có cái công phu tu tập rèn luyện, thì cái đức tánh từ bi này nó mới sinh khởi lên và nó mới phát triển, nó mới thành tựu và nó mới đạt đến cái sự viên mãn được, nó mới có thể đoạn trừ được cái tâm sân hận ấy. Thì đấy là cái lý do mà mình cần phải thực hành cái pháp thiền rải tâm từ. Còn cái phương pháp thiền thực hành thiền rải tâm từ này như thế nào? Thì muốn thực hành cái pháp thiền rải tâm từ này, mình cũng cần phải có một cái môi trường phù hợp, tức là mình cần phải đi vào độc cư, tức là mình cần phải có một cái không gian phù hợp, yên tĩnh, thanh tịnh, và lúc ấy mình sẽ ngồi trang nghiêm, ngồi giữ lưng thẳng, đầu thẳng, nhắm mắt hoàn toàn, tức là giống như là một cái người thực hành một cái pháp thiền. Và lúc ấy muốn thực hành cái pháp này, mình cũng cần phải hiểu cái cách thực hành. Thực hành cái pháp thiền đại tâm từ cần chú trọng đến cái đối tượng mà mình sẽ hướng đến rải tâm từ. Tâm từ sẽ được rải đến những chúng sinh hữu tình, những chúng sinh hữu tình để làm cái đối tượng để mình rải hướng cái tâm từ ái này. Thì những cái đối tượng đó sẽ có những đối tượng mình nên tránh đối với một cái người mới sơ cơ, mới tập hành rải tâm từ. Cái đối tượng cần phải tránh nhất đó là tránh người khác phái. Cái mà cần lưu ý nhất, như là một người nam mà mình rải tâm từ đến một người nữ, nó sẽ sinh ra cái tâm tham ái, tham ái, tham dục. Giữa nam với nữ nó có cái ái luyến với nhau rất là thâm sâu, mạnh mẽ và mãnh liệt. Nếu như một người nam mình nhắm mắt lại, mình hình dung ra hình ảnh của người nữ thôi, lúc đấy tham ái nó khởi lên. Và đôi khi có những người không hiểu, tưởng cái tham ái đấy là tâm từ thì lại rất là nguy hiểm, và đó là một sự thực hành sai lầm. Cho nên cái đối tượng mình cần phải tránh đầu tiên đó là mình không được tưởng nhớ đến hình ảnh của người khác phái, để tránh sinh ra cái tham ái với người khác phái đó. Dù cái người khác phái đó rất là thân thiết hay là xa lạ, mình cũng không được tưởng nhớ đến. Những người đối tượng thứ hai mình cần phải tránh, mình không được tưởng nhớ đến là những người đã chết. Những người đã chết rồi, tâm mình không thể hướng đến, không bắt được vào người ta nữa. Nên là người đã chết rồi, mình không đại tâm từ đến người đã chết, mà phải đại tâm từ đến người còn sống. Đối tượng mà mình cần tránh cái lúc mới đầu đó là những người quá thân thiết với mình, dù như là cha mẹ, anh chị em ruột, sẽ là những người quá thân thiết. Nếu như mình đại tâm từ đến, mình sẽ sinh ra cái tâm thương nhớ, tưởng nhớ. Và cái đối tượng mà mình cũng nên tránh trong cái lúc đầu, bước đầu đại tâm từ là những người mà quá có cái oán ghét quá sâu nặng. Vậy thì cái cách đại tâm từ đó là từ đi từ dễ đến khó. Từ dễ đến khó là cái người nào mà mình dễ dàng rải tâm từ nhất, đó là cái người mình kính trọng. Vậy thì mình phải chọn ra được cái người nào mà mình có cái tâm hoan hỷ và kính mến. Mình hoan hỷ với người nào, kính mến người nào, đó có thể là một cái người vị thầy mà mình cảm thấy rất là tôn trọng, rất là cung kính, rất là hoan hỷ về đức hạnh và trí tuệ của vị đó. Và mình hãy lấy cái vị đó làm cái đối tượng để mình rải tâm từ ở cái bước đầu tiên. Thì đó là khi mình nhắm mắt vào và mình sẽ rải tâm từ cho mình một chút xíu, cho mình một chút xíu. Đó là cầu mong cho tôi thoát khỏi hiểm nguy. Ví dụ như thế, mình sẽ mường tượng rằng
Khi mình mong muốn một cái điều tốt đẹp gì đó cho ai thì đó là tâm từ. Vậy thì mình mong muốn cho những người khác tránh được những cái nguy hiểm ở trên cuộc đời này, những cái nguy hiểm về chiến tranh, những nguy hiểm về dịch bệnh, những cái nguy hiểm về thiên tai, những cái nguy hiểm về tai nạn. Trên cuộc đời này có rất nhiều những cái rủi ro, những cái hiểm nguy, và nó có thể giáng xuống đầu bất cứ ai. Bất cứ ai cũng có thể gặp những cái nguy hiểm bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Nhưng mình là một cái người có khởi lên cái tâm mong cho một cái người khác tránh được những cái rủi ro bất hạnh ấy, thì mong muốn cái điều tốt lành, tốt đẹp đến cho một cái chúng sinh khác, một đối tượng khác, một cá nhân, một cá thể khác, thì đó là tâm từ ái, đó là cái tâm từ mẫn, đó là cái tâm từ ấy mình cần khởi lên liên tục không gián đoạn, thì nó sẽ đi đến nhất tâm, đi đến định tĩnh. Cái hình ảnh của cái người đó cần được ghi nhớ liên tục không gián đoạn, và cái tâm ấy, cái tâm mình mong muốn điều tốt lành đến với người ấy cũng được khởi lên liên tục không gián đoạn. Cái khái niệm ấy mà mình cần khởi lên, rồi sau đó thì dần dần cái tâm của mình nó hướng đến cái điều mà tốt đẹp ấy liên tục, và mình có thể đạt đến nhất tâm, đạt được đến định tĩnh. Rồi tùy theo cái sự thực hành pháp của mỗi người, có những cái người mà mình có cái điều kiện mình có thể chuyên tu, mình có thể thực hành chuyên sâu, mình có thể thực hành đến rốt ráo của cái pháp thiền rải tâm từ ấy, thì cái người ấy sẽ duy trì cái pháp thực hành ấy trên cái đối tượng là một cái người đó liên tục cho đến khi mình đắc các tầng thiền, cho đến khi mình đắc được vào được đến nhất tâm, đắc được đến sơ thiền, hành thuần thục với sơ thiền mình lên nhị thiền, lên tam thiền. Nhưng mà cũng có những người mình không có cái điều kiện, không có cái thời gian, chưa có cái điều kiện phù hợp để thực hành đến sự rốt ráo hoàn toàn về cái pháp thiền tâm từ này, thì mình vẫn có thể thực hành được, đó là vẫn rải tâm từ ấy ở một cái mức độ chung chung, mình vẫn có thể hướng tâm đến một cái người kính trọng, mình rải cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Và cứ liên tục như vậy, mình rải tâm từ đến những người kính mến trước, hết người này đến người khác, có thể nó là một người, hai người, ba người, năm người, bảy người hay mười người, tùy theo mình muốn hướng tâm đến bao nhiêu người cũng được. Rồi sau đó mình sẽ rải tâm từ đến một cái người bình thường, mình không yêu, không ghét, cũng hướng tâm như vậy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Và duy trì hình ảnh ấy, ghi nhớ cái câu niệm ấy liên tục, không gián đoạn, thì dần dần mình cũng sẽ đi đạt đến nhất tâm, định tĩnh, và mình có thể đắc được đến cận định, an xỉ định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền được. Rồi rải tâm từ ấy cho một người, rồi đến người thứ hai, người thứ ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tùy theo mình muốn niệm đến bao nhiêu người cũng được. Khi mình đã thành tựu, khi mình thấy được cái lòng từ ái của mình, cái lòng từ ái nó sinh lên, mình nhận biết được đó là nó có cái sự an ổn ở trong tâm mình, nó có cái sự an vui, nó có cái sự an lạc, nó có cái sự thanh thản, nó có cái sự thoải mái, nó có cái sự vui vẻ ở trong tâm mình, thì đó là tâm từ đã khởi lên. Và cái cảm giác ấy, cái sự an lành, cái sự an lạc, cái sự an vui ở trong tâm mình ấy, nó khởi lên liên tục không gián đoạn, vì mình đang thực hành thiền tâm từ, vì mình đang mong muốn cái điều tốt lành cho một cái người khác, và cái điều đó nó cứ khởi lên liên tục, thì đó là tâm từ. Cái tâm từ nó sẽ khác với cái tâm tham ái. Từ ái nó khác với tham ái, đó là cái lòng tham ái ấy, thì nó có giới hạn, đó là mình chỉ mà khởi lên cái tình thương đối với một cái người này, và nó có giới hạn là mình chỉ thương cái người đấy, mình mà mình không có thể chia sẻ cái tình thương đó đến nhiều người, đến nhiều chúng sinh khác nhau được. Tức là cái tình thương ấy nó mở rộng, nó không thể mở rộng ra vô lượng vô biên được. Còn cái tâm từ thì nó có thể mở rộng vô lượng vô biên, không phân biệt xa gần. Thì mình sẽ rải tâm từ đến người mình kính mến, đến người mình thường, không yêu, không ghét. Khi đã thành tựu rồi, mình mới rải tâm từ đến những người mình ghét. Những cái người đầu tiên là những người mình hơi có cái ác cảm một chút, và mình sẽ rải tâm từ đến cái người đấy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Rồi mình cứ niệm liên tục như vậy,
cho đến khi mà cái tâm từ nó khởi lên, cho đến khi những cái tâm sân của mình, những cái ác ý, những cái ác cảm của mình xưa nay nó được đẩy lùi, nó được đoạn trừ đi, nó diệt trừ đi, nó không còn sinh lên nữa, mà nó chỉ sinh lên cái tâm hoan hỷ thôi. Thì mình muốn khởi lên được cái tâm từ ấy thì mình cần phải nhớ, mình cần phải nhìn vào những cái điểm ưu điểm, nhìn những cái điểm tốt của những cái của mọi người thì mới có thể khởi lên tâm từ được. Mình không được nghĩ đến cái xấu, không được nghĩ đến cái nỗi nầm mà người đó đã làm, mình hãy tạm gác qua một bên, mà mình chỉ nhờ tưởng nhớ đến những cái điều tốt, những cái việc làm tốt mà người đó đã làm. Cho nên khi giải tâm từ cho ai, mình hãy tác ý là cầu mong cho người hiền thiện này, tức là mình phải nghĩ rằng họ là một cái người hiền thiện, chứ mình không được nghĩ rằng cầu mong cho cái người ác này được an vui hạnh phúc hay là được thoát khỏi những hiểm nguy gì cả, mà mình phải cầu mong cho người hiền thiện này, dù họ là người ác mình vẫn phải tác ý họ là người hiền thiện, thì cái tâm từ ái nó mới khởi lên được. Rồi sau đó mình hãy giải tâm từ ái ấy đến một cái người mà mình oán ghét ở cái mức vừa vừa, rồi đến tất cả những cái người nào mà mình có ác cảm, đến tất cả những cái người nào mà mình đã từng sân hận, đang sân hận, thì mình đều có thể giải cái tâm từ này đến những người ấy, từ gần cho đến xa, cho đến tất cả những cái người ghét ấy, mình đều có thể hóa giải được những cái tâm sân mà mình đã từng sân hận ấy, thì nó sẽ được tiêu trừ. Thì cái mục đích chính của cái sự thực hành thiền tâm từ này là để tiêu trừ những cái tâm sân hận, để loại bỏ cái tâm sân hận, mà cái tâm sân hận ấy nó chỉ khởi lên với những cái người mà mình oán ghét thôi, chứ nó không khởi lên với những người mình kính trọng, nó không khởi lên với những người thường, mà nó chỉ khởi lên với người ghét. Nhưng để giải tâm từ được cho cái người sân hận này, mình phải khởi lên cái tâm từ ái đó với cái người mình kính trọng trước, rồi sau đó mình mới đồng hóa dần dần cái người kính trọng, người thường và người ghét. Rồi sau đó mình cần phải thực hành một cái bước tiếp theo nữa, đó là phá bỏ cái ranh giới giữa cái người kính và cái người người ghét này, giữa người thương và người ghét. Đó là mình sẽ thực hành xen kẽ, đó là thực hành rải tâm từ ấy. Rải tâm từ thì có mình có thể rải rằng cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi hiểm nguy. Mình cũng có thể niệm cái câu là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi nỗi khổ về thân, hoặc là mình niệm là cầu mong cho người này thoát khỏi nỗi khổ về tâm, hoặc là mình cầu nguyện là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Bốn cái câu đấy mình chọn câu nào cũng được, mình cảm thấy hoan hỉ với câu nào, cảm thấy có cái sự hiểu, thấu hiểu cái câu nào hơn thì hãy chọn một trong bốn câu ấy, hoặc là lần lượt mình rải cả bốn câu cũng được. Có những người thì luôn luôn rải là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cầu mong người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cái điều đó cũng được. Hoặc là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy. Thì đó là cái cách thực hành cái thiền tâm từ. Đầu tiên là trên một đối tượng, sau đó đến đối tượng thứ hai, thứ ba. Và mình cần phá bỏ cái khoảng cách giữa cái người yêu và cái người ghét bằng cái cách thực hành xen kẽ. Đó là mình thực hành rải tâm từ đến một người mình kính trọng. Rồi sau đó mình nhắm mắt, mình tưởng ra cái hình ảnh của người kính trọng đó. Mình niệm như thế, cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Rồi mình lại tưởng nhớ đến một cái người mà thường không thương không ghét, lại niệm rằng cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Rồi lại tưởng nhớ đến cái người mà mình đang sân hận oán ghét đấy, cũng cầu là cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Hãy làm đi làm lại, làm đi làm lại như thế cho đến khi cả ba hình ảnh đó cùng xuất hiện ở trong tâm mình, thì lúc đấy là coi như mình đã coi cả ba người bình đẳng như nhau. Khi mà cái tâm từ của mình nó khởi lên ở cả ba cái người đấy như nhau, một cái người kính mến, thương yêu, một cái người thường dửng dưng, và một cái người mình oán ghét, đều có thể cả ba người ấy đều có thể khởi lên tâm từ bình đẳng như nhau, thì lúc đấy mình đã có được cái tâm bình đẳng, một cái tâm coi người thương cũng như người ghét, người ghét cũng đã được hóa giải giống như người thương rồi. Thì lúc đấy là cái tâm từ nó có thể mở rộng, nó có thể được bình đẳng như nhau rồi. Cái tâm từ sẽ được mở rộng vì nó có được cái sự bình đẳng như thế. Rồi sau đó mình cứ làm tiếp theo như thế nữa, một người kính, người thường, người ghét, người tính, người thường, người ghét. Làm như thế được càng nhiều người khác thì càng tốt.
Khi mà tâm từ của mình sinh khởi lên ở người mình thương cũng như người mình ghét đều khởi lên như nhau, thì lúc đấy là mình đã phá bỏ được những cái rào cản về yêu và ghét, phá bỏ được cái tâm sân hận đối với cái người mà mình đã oán ghét rồi. Thì lúc đấy mình đã thương cái người ghét kia cũng giống như là cái người mình kính trọng rồi. Thì lúc đấy cái tâm từ lúc đấy nó mới trở nên mạnh mẽ, nó mới trở nên thuần tục và nó mới thật sự là thành tựu. Rồi sau đó vị ấy cần phải mở rộng cái tâm từ đó ra đến những cái chúng sinh từ gần đến xa. Càng mở rộng theo những cái phương hướng, theo những cái phạm trù rõ ràng và không rõ ràng. Ví dụ như là mình có thể nhắm mắt vào, mình hình dung đến tất cả những người xung quanh, có thể là một đám đông người. Và mình niệm rằng cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Cứ liên tục như thế, và cái tâm từ nó có thể khởi lên liên tục không gián đoạn. Hoặc là một cái người đấy, mình có thể mở rộng tâm từ ra những người ở xung quanh mình này, những cái người ở gần này, ở trong cùng một cái ngôi nhà, trong một cái khu làng, khu phố, hay là trong cùng một cái phường, một cái xã, một cái tỉnh, trong một cái đất nước đó. Hoặc là mình có thể mở rộng tâm từ đến cả những cái chúng sinh là người và những chúng sinh không phải con người. Ví dụ như các cái loài bàng sinh mình cũng có thể rải tâm từ được. Nên là mình nhắm mắt vào, mình hình dung đến một đám đông người là những cái chúng sinh khác nhau. Đó có thể là người, đó có thể là các cái loài sinh vật, hoặc là đó có thể là các vị chư thiên, đó có thể là những cái chúng sinh ở cái cõi địa ngục hay ngã quỷ. Cái tâm của mình có thể hình dung ra được những chúng sinh gì thì mình sẽ rải tâm từ đến những cái chúng sinh ấy. Có những người sẽ rải tâm từ cả đến các vị chư thiên. Nhưng nếu như một cái người mà có đắc thiền thật sự, có được cái tự tướng, có được cái định tướng thâm sâu, khi người ta hướng tâm đến chư thiên, cái tâm người ta sẽ cảm nhận được chư thiên, cái tâm người ta sẽ thấy được chư thiên, hình ảnh chư thiên sẽ hiện ra ở trong tâm. Với một cái người có chứng đắc thật thì sẽ thấy, khi người ta có thể mở rộng cái ánh sáng đó xuống dưới địa ngục, người ta có thể thấy được những chúng sinh ở dưới địa ngục. Nhưng đó phải là một cái người có chứng các tầng thiền của thiền tâm từ này, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, thì sẽ thấy những cái chúng sinh đó rõ ràng, và thấy những chúng sinh đó, những cái hình ảnh đấy liên tục, nó không gián đoạn. Còn với một cái người mà mình chỉ thực hành chung chung mà chưa chứng đắc được những cái tầng thiền, nó chưa có được cái định tướng, nó chưa có những cái quang tướng, cái tâm nó chưa sáng lên, thì mình sẽ không thấy rõ những cái chúng sinh ấy. Mình có thể cố gắng tưởng tượng ra, mình có thể cố gắng tưởng tượng ra những hình ảnh của các vị chư thiên, của các chúng sinh ở dưới địa ngục, nhưng mà có thể cái tâm của mình nó cũng không cảm nhận thấy rõ ràng được. Cho nên là cái người thực hành thiền tâm từ mà có chứng đắc thiền ấy, thì nó mới đạt được cái định thâm sâu, và nó mới chế ngự hoàn toàn được những cái tâm sân hận, làm cho những cái tâm sân hận đấy không thể khởi lên được với cái người có cái tâm từ thâm sâu mạnh mẽ ấy. Nhưng dù là một cái người mình không chứng đắc được cái tầng thiền mà mình có thực hành, nó vẫn tạo ra những cái thiện nghiệp, nó vẫn tạo ra cái công đức, nó vẫn tạo ra cái tâm từ ở cái thiện tâm dục giới này. Nó vẫn chế ngự được những cái tâm sân, nhưng mà nó không chế ngự tuyệt đối hoàn toàn được, nhưng nó có chế ngự, nó có giảm bớt, nó có tiêu trừ được những sân hận. Vì vậy cho nên mình dù là một người mình chưa có chuyên tâm thực hành, chưa có thực hành chuyên sâu, nhưng hàng ngày mình vẫn nên bỏ ra một khoảng thời gian 30 phút hay 1 tiếng hay 2 tiếng hay 3 tiếng hay nhiều hơn, tùy theo cái khả năng của mình có thể, để thực hành cái pháp thiền tâm từ này. Như Đức Phật dạy rằng vì ấy có thể khởi lên cái tâm từ trong cái khoảng khắc bằng cái thời gian của cái búng móng tay thôi. Cái khoảnh khắc ngắn ngủi như thế thôi thì cũng đã tạo ra được cái công đức vô lượng vô biên rồi. Ngay cái lúc đấy mình khởi lên cái tâm từ là cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc một cái, thì tất cả những cái tâm bất thiện ở trong lòng ấy, những cái phiền não ấy, những cái ác ý, những cái sân hận, những cái tật đố, những cái ganh tị, những cái thù hiềm, ngay lúc đấy nó đã được chuyển hóa đi, nó được tiêu trừ đi, và lúc đấy nó đã được khởi lên những cái tâm cao thượng, những cái tâm hiền thiện rồi. Vậy nên là cái tâm từ nó cứ khởi lên lúc nào thì cái tâm cái thiện tâm nó, cái tâm từ ái của mình
nó khởi lên thì nó chế ngự được những cái tâm bất thiện đi. Lúc đấy, vậy thì mình cứ thực hành được bao nhiêu thì nó tạo ra được những cái công đức, những cái thiện nghiệp bấy nhiêu. Và cái sự thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy, mình có thể tưởng đến một cái nhóm người. Nếu như mà một cái người mình có thể thực hành trên từng người một cũng được, mà mình tưởng nhớ đến cả một cái nhóm chung chung cũng được. Ví dụ mình nhắm mắt và mình hình dung ra một cái nhóm đám đông người, mình tưởng niệm là cầu mong cho những người hiền thiện này thoát khỏi những hiểm nguy, hay cầu mong cho những người hiền thiện này được an vui hạnh phúc. Mình cứ tưởng niệm như thế thì đó cũng là cái tâm từ. Rồi mình có thể mở rộng ra từ gần đến xa, đến khắp chúng sinh vô biên. Như trong kinh thì Đức Phật dạy rằng hãy rải tâm từ ấy đến những cái đến tất cả chúng sinh, đến tất cả sinh vật, đến tất cả mọi loài, đến tất cả cá thể, đến tất cả những loài có hơi thở. Hay là đấy là mình tưởng niệm một cách chung chung như thế, không rõ ràng, nhưng mình cũng có thể niệm rải tâm từ đấy đến những cái phạm trù, những chúng sinh rõ ràng, như là đến tất cả nam nhân, tất cả nữ nhân. Tức là một cái người rải tâm từ đến tất cả người nam, mình cũng có thể rải tâm từ đến tất cả người nữ một cách chung chung. Ở cái mức độ này thì được, mình không được hướng tâm đến một cái người khác phái mà chỉ hướng đến một người là không được, nhưng mình có thể hướng đến cả một đám đông thì lại được. Mình có thể nhắm mắt vào hình dung ra hình ảnh một đám đông người, là người nam mình có thể hướng chung chung đến một đám đông người, trong đó có người nữ, tất cả nam nhân, tất cả nữ nhân. Rải tâm từ ấy đến các cả thánh nhân, tất cả phàm nhân. Đến các bậc thánh nhân thì ở cái cõi nhân loại này cũng có nhưng rất ít, nhưng mà những bậc thánh nhân ở cõi thiên giới, các cõi phạm thiên thì có rất nhiều. Mình có thể rải tâm từ ấy đến bậc thánh nhân, rồi các phàm nhân, đến chư thiên, đến nhân loại. Rải tâm từ ấy đến cả những chúng sinh ở cái cõi thấp như là địa ngục hay ngã quỷ hay súc sinh. Thì cái tâm từ ái ấy nó có thể mở rộng được đến vô lượng như thế, vô biên như thế. Với một cái người thực hành thuần thục thành tựu rồi, có thể rải tâm từ đến chúng sinh ở khắp các cõi khác nhau, ở cõi địa ngục, cõi thiên giới, cõi nhân loại, đến những chúng sinh ở các thế giới khác nữa, cũng có thể mở rộng tâm từ đến chúng sinh ở các cái thế giới khác. Rất với tùy theo khả năng của những cái vị ấy có cái mở rộng được tâm đến đâu. Như là có những vị A-la-hán có thể mở rộng cái ánh sáng của mình đến được 1.000 thế giới hệ, hay là 100.000 thế giới hệ. Và vị ấy có thể rải tâm từ đến cả những chúng sinh ở những cái thế giới khác xa cùng tận như vậy. Cho nên mới được gọi là cái tâm từ là vô lượng vô biên, nó không có giới hạn, nó không hề có giới hạn hết. Nó khác với cái tâm tham ái là nó có giới hạn. Cái người ta có cái tình thương, cái tình thương có giới hạn là đó là chỉ thương những người thân của mình thôi, trong gia đình, hoặc là trong dòng họ, hoặc là trong một cái dân tộc này, trong một cái đất nước này, hay là có thể chỉ thương được cùng cái nhân loại này thôi, nhưng mà mình lại không có tình thương đối với những chúng sinh thấp kém như là các loài bàng sinh, súc sinh, hay là những chúng sinh ở những cái cõi khổ đau, hay là những cái chúng sinh hung dữ độc ác. Nhưng đối với tâm từ thì có thể khởi lên được với tất cả chúng sinh, không có giới hạn, không có một chúng sinh nào là không khởi lên tâm từ được. Đó, dù là cái chúng sinh đó là những cái người là những bậc rất là cao thượng như các bậc thánh nhân, hay những chúng sinh ấy là các bậc vị chư thiên phạm thiên, những chúng sinh ấy là ở cái cõi nhân loại này, những chúng sinh ấy là người mình kính yêu, người mình dưng thường, hay là những cái người mình oán ghét, hay là cả những cái chúng sinh đang thọ những cái nỗi khổ địa ngục ngã quỷ súc sinh, và những cái loài chúng sinh hung dữ độc ác, vẫn có thể khởi nên cái lòng từ ái đó bình đẳng như nhau được. Nên mới gọi là cái tâm từ ấy được gọi là tâm từ vô lượng vô biên. Và có thể hướng cái tâm của mình đến được đến đâu thì rải tâm từ đến đấy. Cầu mong cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Cầu mong cho tất cả chúng sinh đấy được an vui hạnh phúc. Khi mình hướng tâm như vậy, và mình không phải là chỉ hướng với cái tưởng, với cái tâm mà nó không có đối tượng. Mình hướng tâm đến đâu, mình phải hình dung ra hình ảnh của những cái chúng sinh ở cái nơi đấy, thấy rõ cái hình ảnh đó, thấy hình ảnh của chúng sinh đó một cách rõ ràng thì tâm từ mới khởi lên, thì đó mới là tâm từ. Còn nếu như mình chỉ niệm suông thôi, mình chỉ niệm theo khái niệm là cầu mong cho tất cả chúng sinh ở cái hướng đông, hướng tây, hướng nam, bắc, hướng trên, hướng dưới này được an vui hạnh phúc, nhưng mà trong tâm mình
không cảm nhận hay là không hình dung ra cái hình ảnh của những chúng sinh ấy thì cái tâm từ ấy không thành tựu. Vậy nên là để thực hành thiền tâm từ là thế, mình muốn rải tâm từ đến ai thì mình cần phải thấy cái hình ảnh của những cái chúng sinh đó, đó mới là đối tượng, đó mới thì cái tâm từ nó mới khởi lên được, thì đó mới là cái sự thực hành và nó mới có cái sự thành tựu, nó mới có sự chứng đắc. Khi mình duy trì được cái hình ảnh đấy, khi mình duy trì được cái tâm ấy, cái tâm từ ái đấy liên tục không gián đoạn, liên tục không gián đoạn, thì nó sẽ đạt đến sự ni dục, ni ác bất thiện pháp, chứng và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lục lạc do ni dục sinh với tầm với tứ. Nó cũng có những cái thiền chi vẫn sinh khởi và có thể thực hành thuần thục với sơ thiền, rồi lên nhị thiền, rồi lên tam thiền, đối với thiền tâm từ là như vậy. Thì cũng là liên quan đến những cái pháp thiền về tâm từ, thì thời gian còn lại sư sẽ hướng dẫn luôn cả về pháp thiền tâm bi, tâm hỷ, tâm xả luôn, để cho mọi người sẽ biết được những cái cách thực hành. Có thực hành thiền tâm từ nhưng mình không thực hành những cái pháp thiền tâm bi thì đến thì nó vẫn chưa đoạn trừ được hết những cấu uế về tâm sân. Tâm sân này nó có những cái sân về tức giận, nhưng mà nó cũng có những cái tâm sân về não hại, có những cái ác ý. Đôi khi mà mình có một cái ác ý với ai đó, mình sẽ muốn làm hại người đó, mình muốn làm khổ người đó, thì đấy, thì cái pháp này nó cần phải được đối trị bằng cái pháp tâm bi, bằng cái tâm bi mẫn, tâm bi, nên là người ta hay gọi là cái lòng từ bi, nhưng từ khác và bi khác. Vậy thực hành thiền tâm từ khác, thực hành thiền tâm bi khác. Muốn thực hành thiền tâm bi ấy, thì mình cần phải hướng tâm đến một cái chúng sinh đang đau khổ. Tức là một cái người nào đấy mà người ta đang bị bệnh về thân, người ta bị bệnh về tâm, hay một cái người người ta tàn phế, hay là một cái người người ta tàn tật ấy, người ta đang có nỗi khổ đau gì đó, và mình hãy tưởng đến cái nỗi khổ đau đấy, hình dung ra cái hình ảnh của người đấy đang cảm, mình cảm nhận được cái nỗi khổ của người đấy, và mình khởi lên một cái ý nghĩ là cầu mong cho người hiền thiện này thoát khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau. Thì lúc đấy mình cảm thấy trong lòng mình nó có một cái tình thương dạt dào, cái tình thương đấy nó khởi lên một cách rõ ràng. Và cái tình thương ấy mình chỉ cần duy trì được nó liên tục, cái hình ảnh của cái người đang đau khổ ấy, cái tình thương ấy cứ duy trì được nó liên tục, thì nó sẽ dần dần nó đi vào định tĩnh, dần dần nó đi vào nhất tâm, và dần dần nó cũng sẽ chìm vào cái trạng thái của cái tâm thiền, và nó cũng ni dục, ni bất thiện pháp, chứng và an trú các tầng thiền được. Đấy là tâm bi. Rồi sau đó mình thực hành thành tựu với một cái người đang khổ đau ấy rồi, thì mình sẽ mở rộng cái tâm bi đó ra, từ gần đến xa. Mình sẽ thấy ai cũng có nỗi khổ đau à. Có những người thì có nỗi khổ về thân, về già, về bệnh, về chết. Có những người có nỗi khổ về tâm, về sầu bi, ưu não. Vậy thì ai cũng có nỗi khổ về sự luân hồi tái sinh. Cho nên ai cũng có nỗi khổ đau hết, thì lúc đấy mình sẽ rải cái tâm từ là cầu mong cho họ thoát khỏi khổ đau, và luôn luôn cảm nhận thấy cái nỗi khổ đau của mọi người. Thì đó là tâm bi. Tâm bi nó khác với tâm từ là vậy. Tâm từ thì mong muốn cho một cái người đó được an vui, được gặp những cái điều tốt lành. Còn tâm bi thì mong muốn cho một cái chúng sinh đang đau khổ, mong muốn cho họ thoát khổ đau. Rồi mình cũng mở rộng cái tâm bi đó ra từ gần đến xa, đến khắp vũ trụ vô biên, không giới hạn, không giới hạn được. Thì cái tâm bi là như thế. Còn đôi khi trong cuộc sống mình sẽ, đôi khi mình có những cái tình thương đối với những cái người mà mình có tình cảm sâu xa, ví dụ như những cái người thân của mình có những cái nỗi khổ như là bị bệnh tật ốm đau hay là phải chết chóc, thì mình cũng sẽ khởi lên một cái tình thương. Và có thể là từ cái tình thương đấy mình cảm thấy đau xót, mình cảm thấy sầu ưu, và đôi khi mình tưởng rằng đó cũng là tâm bi. Nhưng cái tâm bi ấy nó lại là bi ai, nó là bi ai. Còn cái tâm bi mẫn nó là cái tình thương đối với nỗi khổ đau của một cái chúng sinh khác, nhưng mà nó không phải là cái bi ai này, mà nó là cái tâm bi mẫn mà mình có thể mở rộng ra khắp chúng sinh được. Còn cái tâm mình bi ai nó chỉ thương những cái người mà mình cho rằng đó là người thân của mình. Vậy thì mình cần phải tránh. Trong cái lúc mình rải cái tâm bi ấy,
Mà nếu như mình khởi lên một cái tâm xúc động, một cái tâm xúc động rơi lệ, hoặc là mình có thể giống như là muốn khóc lên được vì cái tình thương ấy, thì đó không phải là tâm bi. À, mà cái trong cái tâm bi nó vẫn có cái hỷ, nó vẫn có cái nạc, nó vẫn có cái khinh an, nó vẫn có cái sự, mặc dù nó là cái tình thương nhưng mà nó vẫn có cái hỷ nạc nó đi kèm theo đấy, và nó có thể mở rộng ra đến chúng sinh vô lượng được, chứ nó không phải là cái tình thương có giới hạn, như là cái lòng bi ai mình thương những người thân thương của mình. Nên đấy, vậy cái đấy là mình cần phải tránh. Đối với tâm từ thì mình tránh đối với tham ái, còn đối với tâm bi thì mình tránh với những cái xúc động, với những cái sự, với những cái bi ai, hay là với những cái sầu ưu. Khi mà mình thấy nó có cái sầu ưu nó khởi lên thì không phải là tâm bi, mà khi mình khởi lên tâm bi đấy, nó vẫn có cái hỷ nạc nó đi kèm, thì đó mới là tâm bi. Đấy là cái mình cần phải lưu ý, mình tránh, không có mình hành không cẩn thận nó rơi vào cái sai lầm, nó rơi vào sầu bi. Và một cái pháp thiền tiếp theo nữa đó là thiền tâm hỷ, từ bi hỷ xả. Cái tâm hỷ này để nó đối trị với cái phiền não, đó là ghen tị. Đôi khi mình sẽ có những cái phiền não, đó là mình thấy người khác hơn mình và mình khó chịu. Cái khó chịu đấy cũng là tâm sân, nhưng đây là sân ghen tị. Có cái sân tức giận, có cái sân ác ý, và có cái sân ghen tị. Tức là ghen tị với người khác, thấy người khác thành công và mình khó chịu, mình bực bội. Thì cái pháp này cần phải đối trị bằng cái pháp thiền tâm hỷ. Tức là lúc đấy mình phải cũng thực hành pháp thiền, nhắm mắt lại, hướng tâm đến một cái người mà mình cho rằng đó là một cái người có sự thành công, cho rằng đó là một cái người có cái sự thành tựu về một cái lĩnh vực, về vật chất hay là về tinh thần, hay là về một cái điều gì đó mà mình nghĩ rằng người này là người thành đạt, người này là người thành công, người này là người có cái sự thành tựu đáng để hoan hỉ. Rồi mình hãy hướng tâm đến cái sự thành công của người đó và tưởng niệm rằng cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Và mình cứ tưởng niệm như thế cho đến khi cái tâm hân hoan, cái tâm hoan hỉ, cái tâm vui mừng, cái tâm thích thú nó sẽ sinh khởi lên một cách rất là rõ ràng. Nó sẽ khởi lên liên tục không gián đoạn cùng với sự thành công của người khác. Ngay bây giờ mình nhắm mắt vào, mình hãy tưởng nhớ đến sự thành công người khác, mình cũng sẽ thấy ngay tức thì cái niềm hoan hỷ đó nó khởi lên ngay tức thì, ngay tức thì, ngay lập tức. Nhưng mà ở cái pháp hành thiền đó là mình giữ cái tâm đó nó liên tục, nó không gián đoạn, nó liên tục 1 tiếng, 2 tiếng hay 3 tiếng, nó liên tục từ ngày này đến ngày khác, mình thường xuyên thực hành thì dần dần cái tâm đấy nó mới đi đạt đến sự định tĩnh, đạt đến cái sự nhất tâm, và nó có thể ni được những cái cấu uế, những cái phiền não, những cái tâm về ghen tị ấy nó hoàn toàn được biến mất. Rồi sau đó mình sẽ mở rộng dần dần ra, từ gần đến xa, cầu mong cho những người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được. Rồi lúc đấy mình hãy tưởng nhớ đến tất cả mọi người đều có những cái mặt thành công khác nhau. Người thì thành công về mặt này, người thành công về mặt khác. Hoặc là mình chỉ tưởng nhớ rằng có được thân người này là một sự thành công rồi. Có một cái người nào mà được gặp Phật Pháp này cũng là một sự thành công rồi. Có cái sự thành tựu về vật chất, về tinh thần là cái sự thành công rồi. Tất cả chúng sinh đều có những cái sự thành công khác nhau. Và mình luôn luôn mở rộng cái tâm đó ra, cũng đến vô lượng vô biên không có giới hạn. Cho nên cái tâm hoan hỷ ấy cũng là một cái pháp thiền trong tứ vô lượng tâm. Đó là nó không có giới hạn, có thể mở rộng đến chúng sinh vô lượng vô biên được. Đấy là cái một cái pháp tu tập về thiền tâm hỷ, cũng là ở trong cái lĩnh vực của thiền tâm từ bi hỷ xả, trong cái 4 cái phạm chú: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Và là cái pháp thiền thứ tư trong cái phạm chú ấy, đó là thiền tâm xả. Nếu như mà một cái người nào muốn thực hành cái pháp này thì cao hơn 3 cái pháp trên. Đó là tâm từ, nó vẫn còn bị chi phối bởi những cái tình cảm, đó là mong muốn cho những người khác được an vui. Cái tâm bi thì nó bị chi phối bởi cái tình thương dạt dào, cái tình thương cảm, thương mến. Cái tâm hỷ thì nó bị chi phối bởi cái sự hoan hỷ, nó cũng có cái sự dao động. Vậy ba cái
cái pháp tu tập là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, thì nó nếu như mình thực hành liên tục, nó sẽ có, nó vẫn còn có một chút mệt mỏi đối với tâm, vì còn mong cầu cái điều này, mong muốn cái điều kia. Và có một cái pháp tu nó sẽ đạt đến cái sự an ổn tốt nhất, đó chính là thiền tâm xả. Thiền tâm xả nó sẽ đối trị được với cả về sân, và đối trị được với cái sự dính mắc, với những cái ái luyến đối với một người khác. Thì muốn thực hành cái pháp thiền tâm xả này thì mình cũng phải hướng tâm đến một cái người nào đó mà mình không yêu không ghét, tức là mình hướng tâm đến một cái người thường không yêu không ghét trước tiên, rồi sau đó mình tác ý đến cái ước muốn là cầu mong cho người hiền thiện đó. Vì mình sẽ tác ý đến cái nghiệp và quả của nghiệp cái, của cái người đó. Mình tác ý là người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Khi mà mình tác ý như vậy, mình tác ý là họ là chủ nhân của nghiệp, hay người hiền thiện này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Hoặc mình chỉ tác ý người này là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo, người này là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì lúc đấy mình sẽ có cái tâm thản nhiên đối với cái người đấy, không yêu và không ghét. Mình không mong muốn một điều gì cả, mình thấy họ như là cái bản chất thật sự, tức là mình thấy được cái bản chất thật sự của họ. Nếu họ khổ đau, đó là do nghiệp bất thiện họ đã tạo. Nếu họ an vui hạnh phúc là do nghiệp thiện của họ đã tạo. Đấy là cái trí tuệ thấy được sự thật. Thì cái lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ có cái tâm thản nhiên, không có yêu, không có ghét, không có mong cái điều tốt hay không tốt đến cái người đó. Thì cái đấy được gọi là tâm xả. Cái tâm xả này nó được đi kèm với cái trí tuệ thấy được cái sự thật, thấy được cái sự thật là về cái nghiệp và quả của nghiệp của cái chúng sinh đấy. Thì khi mà mình tưởng niệm như vậy, nhưng mà cái thiền tâm xả này, nếu như với một cái người thực hành thiền, nó chỉ khởi lên ở một cái người đã thành tựu được thiền tâm từ, thiền tâm bi, thiền tâm hỷ rồi, thì nó mới sinh khởi được thiền tâm xả này. Chứ nó không thể khởi lên ở một cái người chưa thực hành ba cái pháp thiền kia. Tức là nếu như một người chưa có tâm từ, chưa có tâm bi, chưa có tâm hỷ, nó không sinh khởi lên tâm xả được. Thì mình muốn thực hành thiền tâm xả, đầu tiên mình hãy thực hành thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trước. Cầu mong cho người hiền thiện này được an vui hạnh phúc, cầu mong cho người hiền thiện này thoát khỏi khổ đau, cầu mong cho người hiền thiện này không phải xa lìa những thành công đã đạt được rồi. Thì lúc đấy mình mới chuyển sang mình quán là người hiền thiện này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp mà họ đã tạo. Thì cái lúc đấy cái tâm xả ấy nó mới khởi lên. Hay là một cái người có thể chứng đắc được các tầng thiền, thì cái tâm xả này nó chỉ khởi lên một cái tầng thiền cao nhất, đó là tứ thiền. Cái tâm xả này nó không có sơ thiền, nó không có nhị thiền, nó không có tam thiền, mà nó chỉ có tứ thiền. Vậy thì với một cái người sơ cơ muốn thực hành thiền tâm xả này, nó không thành tựu được, nó không thể chứng đắc được sơ nhị tam thiền. Nhưng mà với một cái người mà mình có tác ý rằng người này là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, tức là mình có cái tâm xả ở cái dục giới như vậy, có cái tâm hành xả ấy, thì đó cũng là một cái tâm thiện dục giới, nhưng nó không thành tựu được cái tầng thiền về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sắc giới. Nó chỉ thành tựu được cái tứ thiền sắc giới thôi. Vậy thì cái thiền tâm xả, nếu như thực hành thiền tâm xả thì cái người ấy phải viên mãn thành tựu được thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ trước, sau đó mới thực hành thiền tâm xả này sau. Thiền tâm xả này sau khi đã vượt qua được tam thiền tâm từ, tam thiền tâm bi, tam thiền tâm hỷ, và nó chỉ đạt được tứ thiền tâm xả, bởi vì cái tâm xả này nó không có những cái trạng thái như là cái cảm thọ về hỷ, về lạc, mà nó chỉ có một cái thọ xả mà thôi. Cái tâm xả thản nhiên của cái tầng thiền sắc giới nó chỉ sinh lên ở tứ thiền. Còn đối với lại cái tâm xả ở dục giới thì nó vẫn có thể khởi lên khi mà mình có cái tâm thản nhiên và có cái trí hiểu biết. Thì cái đấy là mình có, đối với lại cái mình tác ý chung chung thì nó khởi lên tâm thiện dục giới thì được, chứ không thể hành thiền tâm xả này được. Còn mình có thể thực hành thiền tâm từ được, có thể thực hành về cái pháp thiền tâm bi, có thể thực hành về cái pháp thiền tâm hỷ, làm cho những cái pháp thiền đấy trở nên sung mãn. Thì mình cần phải thực hành một cách có tuần tự, có hệ thống như vậy. Thứ nhất là mình hãy thực hành cái pháp ấy với một cái người mà mình kính mến. Sau đó thì dần dần rồi mình hãy thực hành cái pháp đó đến những cái người
bình thường không yêu không ghét, sau đó mới thực hành cái pháp đó đến những người mình ghét, rồi sau đó mình hãy thực hành chung cả cái người kính, người thường và người ghét ấy đồng đều với nhau để xóa đi cái ranh giới giữa cái người yêu và cái người mình ghét, giữa cái người mình quý trọng và cái người mình ác cả, có cái sự bình đẳng với nhau rồi, rồi sau đó mình hãy mở rộng cái lòng từ ái đó từ gần đến xa đến tất cả chúng sinh, thì cái pháp thiền ấy được gọi là cái pháp thiền tâm từ. Rồi cũng thay đổi cái cách thực hành như thế, mình hướng đến cái nỗi khổ đau của những chúng sinh, và mình mong muốn cho những cái đối tượng là những cái người khác ấy, thoát khỏi những cái nỗi khổ đau, thì đó là thiền tâm bi. Còn mình hướng tâm đến cái sự thành tựu thành công của người khác, mình mong muốn cho một cái người được nào đó không phải xa lìa những thành công đã đạt được, thì đó gọi là thiền tâm hỷ. Mình thấy được chúng sinh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, thì đó được gọi là cái tâm xả. Đó cũng được gọi là bốn cái pháp tu tập: thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, là những cái pháp mà mình có thể thực hành. Và tùy theo cái công phu của từng người, có những cái người mình chuyên cần mình tu tập, mình tinh tấn, mình thực hành miên mật không gián đoạn thì sẽ chứng đắc được cái pháp thiền ấy, có thể chứng đắc được các tầng thiền, từ sơ thiền lên nhị thiền lên đến tam thiền, và tâm xả thì mình có thể đạt được đến tứ thiền. Thì các cái pháp thiền này, nếu như mà cái lúc mình mới tu tập mình nó chưa chứng đắc được các cái tầng thiền, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái tâm thiện dục giới, và khi mình chứng đắc được các tầng thiền thì nó sẽ khởi lên cái tâm thiện sắc giới, là những cái, và mình chỉ an trú ở trong các cái tầng thiền ấy thì sẽ cho cái quả, kết quả đó là sinh về những cái cõi phạm thiên. Còn nếu như mình dùng những cái pháp thiền ấy làm nền tảng để thực hành những cái pháp thiền quán, để thực hành những cái pháp thiền tuệ nữa, thì mới có thể đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đi đến niết bàn được. Còn cái lợi ích thiết thực nhất để mà của một cái người có thực hành cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả ấy, đó là nó sẽ có cái kết quả là một cái người thực hành thiền tâm từ ấy sẽ có một cái giấc ngủ ngon, tức là mình ngủ trong an lạc. Cái người nào mà có cái bệnh khó ngủ ấy, thì hãy thực hành cái thiền tâm từ này thì mình sẽ ngủ rất ngon. Đó là một cái người đấy ngủ trong an lạc, ngủ mình rất là nhẹ nhàng và nó rất là an ổn. Khi thức trong an lạc, tức là trong cái khi mà mình thức ấy, mình không ngủ ấy, mình cũng không có những cái muội phiền, không có những cái áp lực, không có những cái căng thẳng, không có những cái khó chịu, không có những cái bực mình. Đấy là cái kết quả nó có thiết thực hiện tại ngay tức thì, và không có ác mộng. Tức là một cái người thực hành thiền tâm từ ấy, trong giấc mơ mình sẽ không có thấy những cái cảnh hãi hùng kinh sợ, không có ác mộng. Và những cái người có cái tâm từ ấy thì được mọi người yêu quý, tức là mình không có ác ý với ai, cho nên là mọi người, người ta cũng sẽ thấy được cái lòng từ ái, lòng từ bi của mình. Giống như là một cái người mà mình nhìn thấy những cái con vật gì nó yêu quý, mình cảm thấy nó rất là mến thương, mà khi mình nhìn thấy những cái con gì đó mà nó hung dữ độc ác, như con rắn độc hay con rết, con bò cạp, thì mình cảm thấy ghê sợ. Cũng như vậy, khi mà mình gần gũi một cái người hiền thiện, mình sẽ cảm thấy nó thân thương, nhưng mà khi mình gần gũi một cái người có những cái tâm bất thiện, mình sẽ cảm thấy nó ghê sợ, sợ hãi. Thì cũng như vậy, một cái người có cái tâm từ thì sẽ được mọi người yêu quý, được chư thiên yêu quý. Tức là xung quanh mình có rất nhiều các vị chư thiên, các cái vị thiên thần, các cái vị thần sông, thần đất, thần cây, thần núi, tức là những cái chúng sinh, các cái vị phi nhân vô hình. Và những cái hàng chúng sinh ấy, người ta cảm nhận được cái người nào có cái tâm từ ái và những người nào có cái tâm bất thiện. Những người nào mà có cái tâm từ thì khiến cho người ta hân hoan, người ta hoan hỉ, người ta cũng sẽ yêu quý người đó và người ta sẽ hộ trì cho người đó. Là ở những cái nơi nào mà có những cái người có những cái hành giả thường xuyên thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy, thì các cái vị chư thiên ở nơi đấy người ta cũng sống hòa hợp với nhau, người ta cũng sống từ ái với nhau, và người ta cũng sẽ
có cái sự bảo hộ đối với lại những cái người sống ở cái nơi đó, ở cái chú xứ đó, đấy là được chư thiên bảo hộ. Và cái người thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy, nếu như mà có cái tâm từ ái sung mãn mạnh mẽ thì có thể tránh được cả những cái sự nguy hiểm, tức là có thể tránh được cả những cái khí độc, độc hại khí giới, tức là người khác oán, người khác có cái ác ý làm hại thì người ta cũng sẽ từ bỏ cái ý đồ làm hại đó. Và khi người ta khởi lên cái ác ý với một người đang có cái tâm từ sung mãn mạnh mẽ, tự nhiên người ta cảm thấy bị đuối sức, cảm thấy bị mất hết cái sức lực, cảm thấy bùn rùn hết chân tay ra, và người ta không làm được cái việc ác đó với cái người đang an trú trong cái tâm từ mạnh mẽ và sung mãn ấy. Nên cái người ấy có thể tránh được cả những cái loài, những cái chúng sinh hung dữ độc ác, không bị những cái chúng sinh hung dữ độc ác đấy tấn công. Nhưng một cái người mà sống ở cái nơi có nhiều phi nhân quỷ thần hung dữ, hay là những cái nơi có nhiều rắn rết bò cạp hung dữ, những cái nơi có những cái loài thú dữ, những cái nơi mà có những cái ác nhân, có những cái người bất thiện hung dữ, có cái ác ý muốn hại người, thì cái người đấy an trú ở trong tâm từ thì cái tâm từ ấy nó sẽ bảo vệ được cho người ấy tránh khỏi những cái sự tấn công của những cái chúng sinh hung dữ bất thiện ấy. Đấy là cái pháp tâm từ sẽ bảo vệ được cho người đấy sống trong an ổn như vậy. Pháp thiền tâm từ ấy, cái người thực hành pháp thiền tâm từ ấy thì sẽ có cái sắc diện khả ái, tức là cái người đấy sẽ có cái sự mà người khác nhìn thấy cảm mến, hoan hỷ, dễ thương, dễ gần. Cái người có cái thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy thì dễ dàng chứng đắc các cái pháp thiền khác. Tức là có những người nếu như cái tâm mà mình mà hay tán loạn ấy, mà mình thực hành những cái pháp thiền như thiền hơi thở hoài mà nó không chứng đắc, nó không thành tựu được ấy, thì mình hãy bỏ ra 30-40 phút đầu để rải tâm từ. Rải tâm từ đến một người hay là đến một nhóm người chung chung nào đó, để cho những cái phiền não nó nắng dịu xuống, để cho những cái tâm căng thẳng, những cái tâm bực bội, những cái tâm yêu bi khổ não ấy, nó được xua tan, nó giảm bớt đi. Rồi lúc đấy mình mới hướng tâm về hơi thở, chú tâm trên hơi thở, nhận biết hơi thở vào ra, thì lúc đấy mình sẽ nhanh chóng chứng đắc, mình sẽ nhanh chóng đi đến định tĩnh, đi đến nhất tâm với hơi thở được. Vậy cái pháp thiền hơi thở này cũng có thể hỗ trợ cho một cái pháp thiền khác cao hơn được. Hay là cái người thực hành cái pháp thiền tâm từ ấy thì sẽ có một cái nội lạc nữa, đó là khi mệnh chung tâm không có tán loạn. Là có những cái người khi chết tâm hoảng sợ, hoảng loạn, thất niệm, mất chánh niệm. Vì mất chánh niệm có thể sẽ bắt vào những cái ác nghiệp và có thể đi đầu thai, đi tái sinh về những cõi bất thiện, những cõi khổ như địa ngục, là quỷ, súc sinh, nếu như người đó không giữ được chánh niệm trong lúc lâm chung. Cái người nào có những người tu tập nhiều nhưng mà đến lúc lâm chung hoảng loạn, tán loạn, sợ hãi, có thể bắt vào những nghiệp bất thiện và vẫn có thể tái sinh về cõi khổ đau. Còn với một cái người có cái tâm từ ái như vậy thì có cái sự định tĩnh, có cái sự tự tại và có thể giữ được chánh niệm ngay cả trong cái lúc lâm chung ấy. Và khi mệnh chung thì cái người mà thực hành cái pháp tâm từ ấy, nếu là một phàm nhân chưa chứng được thánh quả thì vị ấy có thể từ cái tâm từ ấy mà sinh về cõi phạm thiên, hoặc là về những cái cõi an lành, những cái cõi an lạc, những cái cõi cao thượng, và chắc chắn sẽ không bị tái sinh vào những cái khổ, những cái cõi khổ đau. Đấy là cái nội lạc, đấy là cái lợi ích của cái việc thực hành cái pháp thiền tâm từ. Nó có cái lợi ích ngay ở trong hiện tại như vậy, và có những lợi ích ở tương lai, đó là mình tích lũy được những cái ba la mật, về lòng tâm từ ba la mật, xả tâm ba la mật, rồi tinh tấn ba la mật, và tất cả những cái pháp độ, những cái ba la mật, những cái pháp có thể đi đến niết bàn, đi đến giải thoát, đi đến giác ngộ. Và mình ước nguyện chứng ngộ một cái đạo quả gì ở trong tương lai, như là chứng thành một vị Phật chánh đẳng giác ở tương lai, thì cái tâm từ cũng cần phải được vun bồi. Hay là mình có cái ước nguyện trở thành một vị Phật độc giác, một Phật thanh răng, một vị thanh văn giác, một vị đi đến giải thoát giác ngộ ở đời này hay là đời sau đi chăng nữa, thì cái pháp về tâm từ bi hỷ xả này cũng nên thực hành, cũng nên tu tập, cũng nên làm cho nó được thuần thục, làm tu tập làm cho nó được sung mãn,
hãy tu tập để làm cho càng ngày nó càng càng lớn mạnh lên, nó càng mạnh mẽ lên, để lúc đấy nó sẽ mình sẽ càng lúc càng sống với tâm không hận không sân, tức là với tâm câu hữu với từ, tức là với tâm của mình mà có cái rải cái tâm từ này để đến chúng sinh vô lượng vô biên, không có hận không có sân, thì mình sẽ tạo ra được cái công đức phước lành lớn vô lượng vô biên cho chính bản thân mình, và mình cũng đang ban cái sự an ổn an vui đấy đến những chúng sinh khác, để làm cho mọi người cũng sẽ được cái sự an ổn, cũng sẽ được cái sự bình an yên ổn. Đấy là cái pháp thiền tâm từ bi xả này, nó rất là phù hợp đối với lại những, nhất là những người còn đang sống ở trong thế gian, những người còn đang sống ở trong những cộng đồng, mình cần phải có cái sự tiếp xúc với mọi người xung quanh để tránh sinh ra những cái mâu thuẫn, những cái hiểm hận, những cái sự cạnh tranh đấu tranh, những cái cuộc chiến tranh tàn sát lẫn nhau, thì cần phải cái pháp về tâm từ bi hỷ xả này cần phải được giảng dạy rộng rãi, cần phải được thực hành rộng rãi, để cho mọi người sống với nhau trên cái xã hội này mới có cái sự an vui, mới có sự an ổn, mới hết được những cái sầu bi ưu não. Thì đó là cái nội dung mà cái bài pháp hôm nay sẽ chia sẻ đến toàn thể quý Phật tử. Bây giờ sư sẽ trả lời những thắc mắc hay là các hành giả hay các Phật tử có những câu hỏi gì thì sư sẽ trả lời những câu hỏi. Quý Phật tử nào có thắc mắc, quý Phật tử đưa tay lên để hỏi. Quý chú có câu hỏi gì? Ở đây sư có nhận được một câu hỏi. Đấy, thì sư sẽ đọc lên câu hỏi này. Trong quyển sách hướng dẫn hành thiền của Thầy, trong phần thiền hơi thở có 7 pháp làm sinh khởi khinh an. Trong đó có dùng thực phẩm bậc thượng. Thực phẩm ấy là gì? Mong Thầy hoan hỷ giải đáp tỏ tường. Trong những cái pháp làm sinh khởi lên cái sự khinh an, thì có cái pháp đó là dùng thực phẩm bậc thượng ấy, tức là với một cái người mà mình dùng cái thực phẩm nó có thể là phù hợp với mình, tức là có những cái người nào mà mình ưa ăn đồ ngọt mà mình được dùng đúng cái thực phẩm mà mình đang mong cầu, đang mong muốn đó, nó có thể làm cho mình thỏa mãn và làm cho mình thích thú, và có thể làm cho cái sức lực của mình trở nên tốt hơn. Hay là có những cái người dùng, mình được dùng một cái thực phẩm phù hợp, thích hợp với mình, và mình cho rằng cái thực phẩm đó là cao quý, là cái mà mình đang mong cầu, thì đó cũng được gọi là dùng thực phẩm bậc thượng. Như là thuở xưa khi có các vị tỳ kheo đang thực hành, thì có một cái người tín nữ, một cái cô tín nữ này là cái người hộ độ, và cô mới hỏi các vị tỳ kheo đang thực hành pháp thiền gì, thì các vị ấy dạy cho cô này thực hành cái pháp thiền quán ba hai thể trược. Thì cô chỉ thực hành trong một buổi tối là cô ấy chứng được tam quả, và cô có được cái năng lực tha tâm trí, cô biết được cái mong cầu của mọi người. Khi cô ấy quán xét lại các vị tỳ kheo thì thấy các vị ấy chưa chứng đắc đạo quả, và cô ấy tìm ra cái nguyên nhân tại sao những người này không chứng đắc đạo quả. Thì chú xứ thích hợp, thời tiết thích hợp, thân cận những người thích hợp, và chỉ có một cái không thích hợp, đó là thực phẩm không thích hợp. Và cái cô này cô ấy đã hộ độ bằng cách là ai khởi lên cái ước muốn được dùng cái thực phẩm gì thì cô ấy sẽ làm đúng cái món ăn đó và dâng cho cái vị đó. Thì khi các vị ấy được dùng những cái thực phẩm phù hợp với mình như vậy thì cái sự tu tập có sự tiến bộ. Thì cái như thế cũng được gọi là dùng thực phẩm bậc thượng, khi mà mình được dùng thực phẩm phù hợp với cái nhu cầu, với cái mong muốn của mình.
thì đó cũng được gọi, thì cái điều đó nó cũng sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó tăng trưởng lên, và mình sẽ cảm thấy nó có cái sự an lạc, có cái sự nhẹ nhàng. Và cái sự an lạc khinh an đó, cái sự nhẹ nhàng đó thì được gọi là cái sự khinh an, nó làm cho thân tâm được thư thái thảnh thơi. Do mình ở cái môi trường thích hợp, ở cái thời tiết thích hợp, và mình thân cận những cái người thích hợp và được dùng những cái thực phẩm thích hợp, thì nó sẽ tạo ra những cái sự hân hoan, thì nó sẽ tạo ra cái sự khinh an an lạc. Dạ, con kính bạch sư. Tối hôm qua có Phật tử có hỏi con là mà Phật tử đang hành thiền niệm ơn Đức Phật, thì trong lúc nhắm mắt hành thiền niệm ơn Đức Phật thì vị đó thấy ánh sáng rực sáng trước mặt cả vị đó. Con kính bạch sư giải thích cho Phật tử. Khi mà mình niệm ơn Đức Phật, mình nhắm mắt và mình hình dung ra hình ảnh Đức Phật và niệm đúng cái ân đức đó, thì cái tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái sự hân hoan, và cái ân đức đó càng lúc nó càng chìm sâu vào trong cái ý thức của mình, và lúc đấy là mình sẽ đạt đến cái sự định tĩnh, đạt được đến cái sự nhất tâm, và cái tâm định tĩnh ấy nó sẽ sáng rực lên, nó sẽ tỏa sáng sáng rực lên ở trước mặt mình, trước mặt mình nó sẽ sáng rực rỡ mạnh mẽ, thì lúc đấy mới được gọi là cái dấu hiệu của cái sự đắc định. Đắc định là nó sẽ sáng lên như thế. Trong tất cả những cái pháp môn tu tập thì khi mình chứng đắc, có cái sự chứng đạt, có cái sự chứng đắc hay là có cái sự kết quả của cái pháp thiền đấy, thì nó đều có ánh sáng xuất hiện hết, không một cái pháp nào nó không có ánh sáng. Và cái ánh sáng đó nó sẽ xuất hiện là nó tùy từng người, có những người nó xuất hiện ở cái thời gian ngắn, nhưng cũng có những người nó xuất hiện ở một cái khoảng thời gian dài. Và mình cần duy trì cái pháp thiền đấy, tức mình không nên đi theo cái ánh sáng đấy, và cứ tiếp tục tưởng nhớ đến ân Đức Phật, thì càng niệm ân Đức Phật càng lúc nó sẽ càng sáng hơn, và dần dần mình có thể duy trì cái ánh sáng đấy liên tục trong 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, và thậm chí mình sẽ duy trì cái tâm định tĩnh thuần tịnh trong sáng đấy suốt ngày và suốt đêm. Nếu như một cái người mà thực hành viên mãn rồi thì bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào, mình nhắm mắt lại, mình hướng tâm về cái đề mục đó thì nó đều phát sáng lên như vậy. Và cái tâm càng thanh tịnh thì nó càng trong sáng, thì nó, và cái ánh sáng đó nó càng phản chiếu, càng thể hiện được cái định lực của mình sung mãn, mạnh mẽ, thì cái ánh sáng đó nó cũng sung mãn, mạnh mẽ. Còn cái định của mình mà nó yếu ớt thì cái ánh sáng ấy nó cũng yếu ớt. Khi nào cái tâm của mình mà bị ô nhiễm, những cái phiền não nó khởi lên thì ánh sáng nó sẽ mờ đi. Và khi nào những phiền não khởi lên nhiều quá, cái tâm tán loạn nhiều quá thì ánh sáng nó sẽ mất đi. Vậy thì đấy là cái sự thực hành, nó sẽ có kết quả như vậy, và mình sẽ trải nghiệm được, và mình sẽ thành tựu, và mình sẽ cảm nhận rõ ràng cái điều đó. Nó có cái sự thành tựu như vậy, thì đó là nó có xuất hiện ánh sáng như vậy, là một cái chuyện rất thông thường đối với tất cả những hành giả đã thực hành thiền. Chúng con niệm ơn sư. Dạ, quý Phật tử nào mà đặt câu hỏi, quý vị cứ đưa tay lên ạ. Dạ. Rất khó có cơ hội để quý vị rồi đưa mic giùm ạ. Alo. Dạ, cái mát sư cho con hỏi á, là khi mình thiền tâm bi á, thì có nghĩa là mình muốn xóa đi cái tâm mà làm đau khổ đến ác đến người khác. Tuy nhiên khi mà mình hướng tâm đến cái đối tượng đó thì mình ví dụ như là hướng tâm đến một người bạn mà con không thích, nhưng mà bạn đó đang bị đau, thì cái hình ảnh đó thì mình mong là người ta sẽ là bản thân mình sẽ thoát khỏi cái đau khổ, là không bị đau khổ như vậy. Nhưng mà khi mà hướng tâm như vậy á, thì nó sẽ xuất hiện ra những cái hình ảnh như là mình sẽ cảm thấy lo lắng, sợ hãi, vì không biết á, là bản thân mình sau này hoặc là
tương lai nó có thể rơi vào cái hoàn cảnh như thế không? Thì cái sự lo lắng, sợ hãi đó nó xuất hiện thì cái tâm bi của mình nó không thể duy trì được nữa. Thì làm sao mình có thể duy trì được cái tâm đó trong cái lúc mình thiền? Với lại câu hỏi thứ hai con muốn hỏi nữa là sư nói là khi mà mình rải tâm từ á, thì mình muốn phá bỏ cái ranh giới giữa cái người mình thương và người mình ghét bằng cách là mình sẽ thiền xen kẽ. Tuy nhiên cái khoảng cách đó là con thấy nó là rất khó, tại vì giữa những cái người mà mình không yêu mến á, với lại cái người mà mình yêu kế đó là một khoảng cách rất là xa. Nên sư có cách nào hướng dẫn để con có thể mà dễ dàng hơn trong cái việc đó được không ạ? Con mất sư ạ. Đối với những người mà mình đang mới, với người sơ cơ mới thực hành thì tâm nó vẫn tán loạn, nó hay nghĩ mông lung những cái chuyện này chuyện khác. Chính vì cái tâm nó mông lung như vậy thì nó sẽ tán tâm tạp loạn, đấy là phóng tâm đó. Thì những cái đấy nó cũng mình phải cố gắng ngăn chặn, đừng để cho nó nghĩ đến những cái không cần nghĩ như vậy, không được nghĩ mông lung. Làm sao mình phải chỉ quan tâm đến một khía cạnh thôi, đó là chỉ khi hành thiền tâm bi trên một cái người khổ đau đấy thì mình chỉ nghĩ họ là một chúng sinh khổ đau thôi. Và tốt nhất là mình cái lúc mới tập thì mình nên hướng tâm đến một cái người mà mình không có ác cả trước, và mình thực hành cho nó thành tựu, cho nó thuần thục rồi, cho cái tâm bi của mình nó đã trở nên rất là sung mãn mạnh mẽ rồi, lúc đấy mình hãy hướng tâm đến cả những người mình ác cả có ác ý đó. Thì lúc đấy mình sẽ xóa hết được cái ác ý với cả những cái người mà mình không ưa không ghét đi. Thì nó, và phải cố gắng ngăn ngừa đừng để cho những cái ác ý nó khởi lên trong cái lúc đó. Mình sẽ rất là khó thực hành đối với những người mình có ác ý, với cả người tâm từ và tâm bi cũng thế. Vậy nên khi mà thực hành thiền tâm từ đối với một cái người kính thì rất dễ, đối với những người thường cũng không khó lắm. Nhưng với một cái người ghét thì rất là khó, vì nó rất khó như vậy. Nên là khi mình thực hành đấy, mình cần phải kiên trì và thực hành trong thời gian lâu hơn. Nếu như không thành công, mình cần phải có những cái tác ý, có những cái suy xét khác nhau để hóa giải. Như là mình dùng trí tuệ để hóa giải cái sân hận đó, bằng cái cách là quán rằng cái người này là chủ nhân của nghiệp này, bất thì là thừa tự của nghiệp, hay là mình tự xua đuổi cái tâm bất thiện của mình đi, cái tâm sân hận ác ý với cái người này đó là một cái nghiệp bất thiện. Cái nghiệp bất thiện ấy sẽ dẫn mình xuống những cái cõi khổ đau, tái sinh làm những cái loài chúng sinh bất thiện đau khổ, quỷ thần, hay là làm những cái loài rắn rết bò cạp, và hay là mình khởi lên những cái tâm sân hận này, mình sẽ chóng già, chóng bệnh và chóng chết, sẽ xấu xí, sẽ là một cái người không ai yêu quý. Khi mình khởi lên những cái suy xét như vậy, mình cảm thấy hổ thẹn với cái tâm bất thiện đấy, mình cảm thấy ghê sợ với những cái tâm bất thiện ấy, để cho cái tâm ấy nó nắng xuống rồi lại tiếp tục thực hành cái thiền tâm từ hoặc thiền tâm bi đến cái người mình đang ác cảm đó. Nếu không thành tựu nữa thì mình lại suy xét là trong nhiều đời nhiều kiếp mình với người này là những cái bà con quyến thuộc với nhau. Bởi vì thật ra những cái người mà mình coi là những cái người oán ghét ấy, thường là những cái người rất là thân thiện với mình. Đó có thể là một cái người bạn mà đã trải qua một cái quá trình thân với nhau, nhưng vì một cái khúc mắc rồi sau đó trở thành kẻ thù của nhau. Đó có thể là người thân trong gia đình hoặc là những người thân cận với mình. Chứ những người xa lạ thì người ta đâu có trở thành kẻ thù của mình được. Mà những người mà mình oán ghét thường là những cái người gần gũi với mình, thường là những người có cái sự sống chung đụng gần gũi nhau, có sự giao tiếp với nhau, có sự thân thiện với nhau, trải qua một cái thời gian rồi có cái mâu thuẫn với nhau nó phát sinh ra thôi. Vậy thì thường thường là mình với những người đấy là có những cái nhân duyên, bà con quyến thuộc với nhau, có thể là nhiều đời nhiều kiếp đã từng là bà con quyến thuộc với nhau, thì mình cần phải tác ý để buông bỏ những cái tâm bất thiện đó đi. Rồi có rất nhiều những cái cách để suy xét như vậy, để mình buông bỏ đi như vậy thì cái tâm từ nó mới khởi lên được với cái người mà mình đang oán ghét đó. Và mình mà cái pháp hành thiền tâm từ này với cái mục đích là đoạn trừ tâm sân hận. Mà tâm sân hận mình chỉ khởi lên với những người mình đang
oán ghét đó. Cái oán ghét đó nó chỉ khởi lên khi mình nghĩ rằng người này làm hại mình, người ấy đã làm hại ta, đang làm hại ta, sẽ làm hại ta, và người ấy đã làm hại những người thân của ta, đang làm hại người thân, sẽ làm hại người thân của ta, và người ấy làm lợi ích cho những cái người kẻ thù của ta, đang làm hoặc sẽ làm lợi ích cho những cái người mà ta không ưa. Thì mình có những cái suy xét như vậy, đó mới là nguyên nhân khiến cho cái tâm sân hận khởi lên. Thì bây giờ mình cần phải buông bỏ, mình cần phải từ bỏ cái nguyên nhân ấy. Mình không được nghĩ đến cái khía cạnh mà người đó làm hại mình nữa, mà mình phải nghĩ đến cái ân đức gì đó, cái ân nghĩa, cái tình cảm gì đó mà mình đã từng có với người đấy. Người đó đã từng làm lợi ích cho mình cái gì, phải cố gắng mà nhớ lại. Đừng nhớ đến cái mà người ta làm hại cho mình nữa, hoặc là nhớ đến một cái hành động tốt của người đó. Có thể là người đó với mình có chung một cái tín ngưỡng, cùng là người con Phật, hoặc là có chung một cái dòng tộc, hoặc là có chung một cái dòng máu đỏ nước mắt cùng mặt, có chung cùng cái nhân loại chúng sinh này. Thì tất cả chúng sinh này cũng chỉ là đất nước nửa gió, bình đẳng như nhau, mình hãy buông bỏ nó đi. Có rất nhiều cách tác ý để mình buông bỏ cái tâm sân hận đó, rồi sau đó mình mới thực hành cái thiền tâm từ đó, nó mới có được cái sự bình đẳng. Và bắt buộc mình phải thành tựu được cái thiền tâm từ với cả những người mình oán ghét nhất, thì sau đó mình mới mở rộng ra khắp chúng sinh vô biên. Thì lúc đấy cái tâm từ đấy mới được gọi là thành công. Còn nếu như chỉ còn một đối tượng nào đấy mà mình chưa khởi lên được, chưa xóa bỏ được, thì cái lòng từ của mình vẫn chưa thành công. Và bắt buộc mình phải thực hành cho đến khi nào nó thành công thì thôi. Phải phá bỏ bằng được cái tâm sân hận đấy, phải đối trị bằng được. Mà khi nào mình coi những người thân cũng như những người oán ghét bình đẳng như nhau, thì lúc đấy nó mới thành công được cái pháp tâm từ này. Chúng con niệm ơn sư. Dạ rồi, đưa mic dùm cho Phật tử. Phật tử đưa tay lên. Dạ sư, con xin chào sư. Con ngồi thiền, con gặp một cái trường hợp mà con không biết là có phải là định hay không. Nhưng mà khi con ngồi, con đang niệm hơi thở á, thì là con rơi vào cái trạng thái chân không. Lúc đó cái đầu con hình như con không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà con tự nhiên con nhìn thấy được xung quanh, nhìn thấy được xung quanh con, xong con giật mình, con dậy. Mà con không biết đó là trạng thái gì, nó có phải là định hay không, hay nó rơi trong một cái trường hợp nào. Cái này nó cũng là mà cái tâm nó mất chánh niệm nha, nó mới sinh ra cái tưởng đó. Có thể là mình có một chút định cũng tốt, cái tâm của mình nó cũng có được một chút định, nó có thể nó đang có cái triển vọng là nó sáng sáng lên. Và mình khi mà mình thấy cái ánh sáng đấy một chút, mình đi theo nó, mình đã đi theo nó, và mình đã buông cái hơi thở này ra, đi theo cái ánh sáng đó, và mình sẽ cảm giác như là mình thấy cảnh vật xung quanh nó sáng lên. Thì nếu thực hành như vậy thì nó lại bị thất niệm, và nó giống như là mình đã đi lạc mất cái đề mục ấy. Lúc đấy mình không được đi theo nó, dù mình có thấy nó sáng sáng lên, nó mờ mờ, nó sáng sáng ấy, mình cũng không được hướng tâm theo, mà luôn luôn phải giữ tâm ngay ở trước cửa mũi này, để tâm vào một cái điểm nhỏ thôi, và vẫn phải thấy hơi thở vào, hơi thở ra, với một cái tâm luôn luôn tỉnh giác. Tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cái này phải, hai cái này phải đi với nhau. Tức là chánh niệm là mình luôn luôn ghi nhớ, nhận biết được hơi thở đang đi vào, đi ra. Và luôn luôn phải có cái tỉnh giác, không được mơ hồ. Nó chỉ cần hơi mơ hồ đi một chút xíu thôi, do cái tỉnh giác nó yếu, là lúc đấy mình sẽ đi theo một cái cảnh nào đó nó diễn ra. Đó có thể là một cái cảnh nó lơ mơ gì đó nó xuất hiện, một cái hình tướng gì đó nó xuất hiện, mình đi theo nó một cái, là mình sẽ sinh ra những cái ảo tưởng khác. Và những cái mình thấy nó không phải là thấy thật đâu, mà nó chỉ là cái tưởng thôi. Nó chỉ là mình tưởng như thế, với cái tâm nó hơi hơi sáng lên một chút, rồi mình tưởng là mình thấy, chứ thực tế là nó không có thấy thật. Nên đừng có đi theo những cái tưởng đấy nữa, và tiếp tục quay về nhận biết cái hơi thở vào ra.
Alo. Dạ, thưa sư, tại vì á, là nó nhoáng một cái lên á, là coi như là thấy liền, nên là lúc đó là con giật mình liền. Dạ, chứ con không có là kịp là mình đi theo cái ánh sáng. Thì nên là bây giờ mình quên ngay nó đi. Cái dạ, đấy là cần là... cần buông ngay nó đi, cần dạ. quên nó đi và không nhớ, không nghĩ, không bận tâm đến nó nữa và cứ tiếp tục quan sát hơi thở vào ra. Dạ. Là mình xuất thiền luôn là mình nếu như lúc đấy đang ngồi thiền thì mình chưa hết giờ thì không cần xuất thiền. Mình chỉ cần dạ. tỉnh giác lại tí thôi. Chỉ cần tỉnh giác lại, mình chỉ cần nhắc nhở cái tâm là nhận biết hơi thở, nhận biết hơi thở. Chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cần có cái tác ý như vậy, khởi lên cái suy nghĩ như vậy thì cái tâm nó sẽ tỉnh giác trở lại và nó không đi theo những cái cảnh đó nữa. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ rồi, bây giờ là 9:30 rồi, sư ngồi hơn 2 tiếng rồi. Bây giờ còn ai hỏi một câu hỏi cuối đi nha. Dạ rồi, xin mời Phật tử ạ. Dạ. Dạ, con kính chào sư. Dạ, con có một câu hỏi là khi mình thực hành niệm ân Đức Phật hay là niệm Phật thì cái vọng tưởng trong con nó hiện lên khá nhiều. Rồi sau đó tâm con khởi lên một cái tâm là tâm sợ, sợ tạo ra nghiệp, rồi mình gánh nghiệp. Rồi sau đó con thực hành quan sát luôn nỗi sợ đó. Rồi dần dần theo thời gian thì cái vọng tưởng trong con nó cũng không được cải thiện nhiều lắm. Con xin hỏi sư là con nên làm gì để cải thiện cái việc này? Khi niệm ân Đức Phật. Dạ, con niệm Phật ạ. Niệm ân Đức Phật mà tâm bất thiện khởi lên. Dạ, tâm bất thiện nói chung là đủ thứ nó khởi lên. Đôi khi cũng có những người khi mình khởi lên, mình niệm ân Đức Phật ấy, đôi khi cũng sẽ khởi lên những tâm bất thiện. Những tâm bất thiện đôi khi khởi lên cái tâm bất kính. Đôi khi đó là cái chướng của mình, nó là cái nghiệp chướng. Đôi khi nó cũng là một cái sự ma chướng, nó phá làm cho mình khó thành tựu cái con đường tu tập. Cái này á, thứ nhất là mình phải thực hành, nhưng mà mình vẫn phải có một cái tâm nó rất là thản nhiên nhé. Mình vẫn phải khởi lên một cái tâm, mình nếu như mình có một cái tâm gì đó, mình quá quan trọng một cái pháp gì đó, thì đôi khi cái tâm nó ức chế, cái tâm của mình nó ức chế và nó sẽ sinh ra những cái phiền não nó phản ngược trở lại. Vậy thì mình, trong cái sự thực hành ấy, mình luôn luôn phải có giữ được cái tự nhiên, phải tự nhiên. Khi hành thiền hơi thở cũng vậy, phải rất tự nhiên, chứ nếu như mà mình hành thiền với một cái tâm nó quá tha thiết, quá tận tình, hay là một cái quá quan trọng, tức là mình đặt cái pháp của mình là một cái gì đó nó quá quan trọng ấy, thì tâm nó sẽ khởi lên ức chế và nó hay khó chịu và nó sinh ra cái phiền não hay sinh ra cái tâm bất thiện ngược lại, là như vậy đó. Khi mình niệm ân Đức Phật vậy, mình coi cái pháp đó mình quá là quan trọng quá, nó mình gây ra cái sự ức chế cho tâm, nó cũng sinh lên tâm bất thiện. Vậy thì phải giữ được cái tâm rất là tự nhiên, rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, thì nó sẽ không rơi vào cái trạng thái đó. Còn nếu như mình thực hành một cái pháp đấy mà nó cứ khởi lên như vậy, mà mình luôn luôn cảm thấy tán loạn và bất an, thì mình phải thay đổi một pháp khác. Mình thay đổi nhé, phải thay đổi bằng cách là quay về niệm hơi thở, hoặc là mình thực hành pháp thiền niệm về sắc chết, hoặc là niệm về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Mỗi người sẽ phù hợp với một cái pháp thiền khác nhau. Có thể một cái người thực hành cái pháp thiền này nó không phù hợp với căn tánh của mình, thì mình phải lựa chọn một cái pháp thiền khác cho nó phù hợp với căn tánh của mình. Thì khi người nào mà thực hành đúng cái pháp thiền nó phù hợp với cái căn cơ tâm tánh của mình thì nó mới có được cái tiến bộ nhanh nhất. Và đôi khi mình thực hành một cái pháp nó không phù hợp với tâm tánh của mình, nó hay nó sẽ sinh ra những cái tâm khó chịu, cái tâm tán loạn. Những người mà có cái tánh tuệ rất là mạnh chẳng hạn, thì người đấy phải thực hành những cái pháp thiền có cái suy luận, có cái phân tích cao thì họ mới thích. Còn nếu mà gò ép cái tâm vào một cái đối tượng không có suy luận, không phân tích gì, thì họ rất là khó chịu, rất là ức chế. Nhưng mà cũng có những người cái tuệ người ta rất là thấp mà bắt người ta suy luận, người ta không thể chịu được, người ta lại sinh ra ức chế. Vậy nên là người ta lại phải thực hành một cái pháp gì đó mà không phải suy luận, không phải phân tích gì. Vậy nên là mới có rất nhiều cái pháp môn khác nhau để phù hợp với cái tâm tánh của và cái căn tánh của mỗi người khác nhau là như vậy. Dạ, con cảm ơn sư ạ.
Dạ, chúng con kính bạch sư, kính thưa quý Phật tử, là cả hơn 2 tiếng trôi qua. Đi ngồi xuống đi. Tối ngày mai là sư sẽ còn một buổi giảng lúc 19:30. Và chủ đề tối ngày mai sư giảng đến đại chúng là về đề mục hơi thở. Và thầy tin rằng nhất là ai đang thực tập đề mục tâm từ, từ bi hỷ xả hoặc đề mục niệm ân Đức Phật, nghe qua cái bài pháp này mới cảm thấy như là lượm được kho vàng vậy đó. Tại vì có những cái mình trục chặt trong pháp hành rất là khó nếu không có thầy để hướng dẫn. Cho nên bài giảng hôm nay của sư được lưu lại, sau này khi mà quý vị bước vào thực hành nghe kỹ lại. Và mà ngày mai thì thầy báo cho quý vị thêm tin vui là sáng ngày mai thì 8 giờ là chùa mình tụng kinh xong, 9 giờ có lễ trai tăng, thì thầy có thỉnh sư ngày mai ra chứng minh cho mình trong cái buổi lễ ngày mai. Nên ngày mai quý vị được sắp xếp về sư chứng minh cho buổi lễ trai tăng ngày mai. Và buổi chiều thì mình không có quay phim, nhưng mà thầy biết là cái nhu cầu, nhất là những Phật tử đang thực hành bị vướng mắc trong pháp hành. Và mà tối mai thì đông quá không có cơ hội để hỏi, thì vào lúc 14:30 chiều mai thầy có thỉnh sư chứng minh cho mà Phật tử cũng như quý thầy quý chú tại chùa An Lạc được đặt những câu hỏi với sư. Cho nên quý vị sắp xếp được thì 2:30 chiều mai trở về, không có quay phim, ngồi để sư vấn đáp và trả lời các câu hỏi thôi. 2:30 chiều mai dành cho những vị mà đang vướng mắc trong pháp hành. Rồi tối mai thì 19:30 chúng ta sẽ được nghe sư giảng tiếp về cái đề mục hơi thở. Và thầy thưa đến quý Phật tử ở đây là giống như mình nghe được những cái bài pháp như vậy, những cái phương pháp thực tập như vậy, như thầy hay nói đó là vàng bạc kim cương là chồng, nó là những gì quý nhất ở trần gian, cũng như là những gì quý nhất của Phật pháp. Thiện nó có những cái thiện cấp thấp và thiện cấp cao, thì đây là sư đang giảng cho mình những cái thiện cấp cao. Và vì là thiện cấp cao cho nên rất là khó, rất là khó. Nên mà mình đã nắm được rồi là một đời mình đó là rất là không nắm được thì cũng uổng. Mà để mà nắm được thật là khó, mà có thầy có sư hướng dẫn là phần phước của đời mình. Cho nên là thông báo như vậy. Và trên tay của thầy ở đây là cái quyển Phương Pháp Thực Hành Thiền Định là của sư viết. Thì cái tài liệu này là có trên cái trang Facebook của sư. Trang Facebook là Chùa Phúc Minh. Trang Facebook là Chùa Phúc Minh. Quý vị về thầy hay chia sẻ lên cái trang Facebook của thầy đó, quý vị có thể vào đó và xem những cái bài giảng về Kinh Trung Bộ, các cái bản kinh khác và các phương pháp thực hành để sư hướng dẫn. Đó là mức căn bản. Còn quý vị nào mà muốn để mà đi sâu á, đi sâu mà để đi sâu vào thiền định á, thì quý vị phải nên ra chỗ sư. Ra chỗ sư để có sư, rồi có gì trục trặc á là sư sẽ hướng dẫn cho mình 7 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng hoặc 3 tháng gì đó. Mà mình ra được tới nơi và có sư hướng dẫn cho mình tại chùa Phúc Minh, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Thầy rất là mong quý vị đi xa trên tâm linh và có địa chỉ của chùa sư, cũng như là sư rất là hoan hỷ để mà hướng dẫn cho quý Phật tử. Cho nên qua cái bài pháp hôm nay, thầy mong quý vị tìm cái quyển Phương Pháp Thực Hành Thiền Định. Thư chia sẻ về 40 cái đề mục cho niệm ân Đức Phật, từ bi hỷ xả hay là đề mục hơi thở, thì trong này đều có hết. Và trên trang của sư đều có cái tài liệu này hết. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư, hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua, sư đã từ tâm bằng trí tuệ của sư đã chia sẻ, hướng dẫn dạy dỗ cho chư tăng cũng như quý Phật tử tại chùa An Lạc với bài pháp thoại nội dung về thiền niệm ân Đức Phật và thiền rãi tâm từ. Nghe qua những gì sư dạy, chúng con ngồi dưới đây như được uống những dòng sữa pháp, và những gì gút mắt hoặc những vướng kẹt trong lúc tu tập được nghe lời dạy của sư, chúng con được thông suốt. Và cũng qua bài pháp thoại này, chúng con biết là có rất nhiều Phật tử đã biết cách thực tập thiền niệm ân Đức Phật và thiền rãi tâm từ. Chúng con thay mặt cho đại chúng ở chùa An Lạc cũng như Phật tử ở chùa An Lạc một lòng niệm ơn sư đã không ngại đường xá xa xôi để trở về chùa để chia sẻ pháp cho chúng con. Chúng con nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho sư thân khỏe tâm an,
chí bi viên mãn để hướng dẫn chúng con cùng quý Phật tử trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hồi hướng. Dạ. Bây giờ kết thúc thời pháp thì mọi người sẽ hồi hướng, mọi người đọc theo sư ha. Hồi hướng chia phước. Idamme punyam. Idamme punyam. Asavakkhajam. Asavakkhajam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idamme punyam. Idamme punyam. Nibbanassa. Nibbanassa. Paccayo. Paccayo. Hotu. Hotu. Mama punya pagam. Sapa sapthanam pacemi tesape metamam punya pagam napantu. Phước lành này của con, nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con, phước lành này của con, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn, nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con, phước lành này của con, xin chia đều đến tất cả chúng sinh, xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Phần phước ấy. Sa đu, sa đu, sa đu.